hai vợ chồng, một hai đứa con. Tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta bị dính vào chồng, dính vào con, dính vào vợ, dính vào gia đình này. Chúng ta sợ con mình khổ, sợ vợ mình khổ, sợ chồng mình khổ, nên chúng ta cứ mãi bị đeo mang. Và chúng ta đem 4-5 người này chúng ta để lên vai mình để vác. Và họ ở nhà thì mình vui, họ đi vắng là mình lo, mình sợ. Thương vợ quá, vợ đi đâu thì sợ vợ mình không biết có cặp với ai không. Thương chồng quá, chồng đi đâu chưa về thì sợ chồng mình không biết có quen con nhỏ nào không, đúng không? Là do cái tình thương sanh cái ái nhiễm. Ái nhiễm làm mình khổ đau. Còn nếu như mình là người học Phật, mình hiểu rằng duyên hợp duyên tan, như thì cuộc đời của người chúng ta đến thế gian cái thân này còn bỏ, không chỉ là nắm được ai. Nhận thức được nguyên lý này thì tức khắc quý vị sống an vui tự tại. Còn không nhận thức được cái việc này thì tức khắc quý vị sẽ đi vào cái gì? Ái biệt ly khổ 100% luôn. Nên người thế gian chúng ta sống đa phần 100 người là khổ hết, 97 người, 98 người toàn là gì? Toàn là do chữ ái mà sanh khổ. Ái mà vướng víu, ái mà nắm bắt, ái tiền, ái danh, ái người, ái của, ái đủ thứ đều là muốn nắm giữ. Nhưng cuối cùng một hơi thở thở ra, không hít vào, thì chúng ta nằm trong quan tài, không có cái gì chúng ta cầm theo. Cầm theo cái gì? Cầm theo cái vô hình nghiệp quả, cầm theo cái vô hình phước duyên. Cái này là cái đi theo. Như vậy trong cái thời gian tạo hữu hình là của cải, tiền bạc, gia đình, con, cháu, vợ, chồng, trong cái lúc tạo hữu hình này, quý vị đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng để cầm cái vô hình của cái nghiệp duyên và phước báo. Quý vị coi coi đời mình tạo phước nhiều hay tạo nghiệp nhiều. Nếu tạo nghiệp nhiều thì cả đời chúng ta chết đi, tất cả của cải thì để lại, người thân để lại, nhưng cầm nghiệp đi theo. Nếu như cả đời mình tạo phước nhiều thì cuối cùng cũng bỏ lại người thân, nhưng mà cầm phước đi theo. Phước thì sanh đến cảnh giới thiện, nghiệp nặng, tội nghiệp nặng thì sanh đến ba đường ác. Bây giờ quý vị tự ngồi bình tĩnh soi xét tâm chúng ta, từ người ngồi ở đây hay người khắp nơi nơi đang học tập như vậy, tự ngồi bình tĩnh gác chân lên trán suy nghĩ coi chúng ta tạo nghiệp nhiều hay tạo phước nhiều. Suy nghĩ đi đó. Nên cả cuộc đời con người chúng ta khi nghe đạo rồi mới hiểu, đúng là chúng ta sống những ngày tháng đáng thương thiệt. Quý vị coi á, cũng là một thời tranh giành hơn thua đủ cách này, không có được cái gì cả. Rồi bây giờ nếu mà nói rằng giật của hay đọt của ai mà được thì cảm thấy hôm nay mà giật của được mà đọt của được của ai thì nói đúng là hôm nay may mắn. Khi học Phật rồi đúng là mới nghĩ mình đáng thương thiệt luôn á. Không có cái chuyện giật của ai được đâu quý vị ơi. Không có cái chuyện giật của ai được hết trơn á. Nếu như trong mạng mình mà nó không có được 100 triệu thì đừng có mong mà mình đi giật của người ta được 60 triệu, 70 triệu. Nhưng mà mình tưởng rằng mình giật của người ta là được rồi, không phải. Nó ra tổn thất trong mạng mình hết mấy chục triệu rồi mình mới giật của người ta 70-80 triệu. Trong khi trong mạng có 100 triệu mà lấy được có 70-80 triệu là mất tiêu hết trơn 100 triệu trong mạng. Vì mà mình nói mình giật của người ta được, đây đúng là kẻ đáng thương, quý vị nghĩ đi. Tất cả những cái gì mình tham toàn là tham vốn liếng của mình không. Nên hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên con người chúng ta không còn muốn lòng tham nữa. Vì sao? Vì tất cả những cái mình có được lấy gấp hoặc là mình xài phí toàn là do cái ngăn phản của chính mình, nó bị tổn thất hết. Vì nghĩ đây đúng là chúng ta đáng thương không? Không bao giờ chúng ta xài cái gì của ai hết, toàn là xài cái của mình. Nên trong kinh Nhân Quả Ba Đời Phật nói, một chén cơm, một miếng nước, một miếng đồ ăn, tất cả những cái gì chúng ta đang hưởng trong cuộc đời này đều do tạo phước mà ra mà có. Còn không có phước đó, dù có cho quý vị cũng không xài được. Đáng sợ chưa? Nên từ nơi đó mà con người chúng ta phí phạm thì tự tổn phước báo của mình. Con người chúng ta trộm cắp thì tự tổn phước báo của mình. Con người chúng ta giành giật hơn thua với anh chị em, giành giật của cải với nhau thì tổn phước báo của chính mình. Tất cả những cái gì chúng ta làm ngược lại điều tốt là toàn là tổn phước báo nhân duyên của chính mình hết. Hiểu được nguyên lý này rõ ràng, tự làm tự chịu. Phải không? Phải tự làm tự chịu không quý vị?
Đâu có ai mà đem cái ác mà làm cho mình khổ được đâu. Tại do cái quả báo của mình mà mình chịu chứ. Nên có những người bị coi người ta một thời người ta khỏe mạnh vô cùng, nổi lên cái tự nhiên mình bị bệnh đau ung thư hay gì, thời kỳ cuối tự nhiên mình đang ngồi khỏe gì nè, như vậy đó mà có khi tự nhiên ngày mai mình đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng ông bà bị ung thư thời kỳ cuối gần chết. Tự nhiên vừa nghe một cái bắt đầu là chón váng mặt mày hết. Điện thoại anh ơi, đến rước em. Thôi ơi em đang ở đâu mà đến rước? Là em đang ở trong bệnh viện đa khoa Đại Tùng Lâm. Bệnh viện đa khoa Đại Tùng Lâm kế ngôi chùa mới. Nên ôi sao mà không đi về đi, bác sĩ vừa khám em là bị ung thư thời kỳ cuối, chân cẳng bây giờ đi hết được anh ơi. Thấy không? Trong khi hôm qua hôm kia hoặc là cả tháng trước mà bệnh ung thư này đâu phải là mới của ngày hôm nay bác sĩ khám đâu. Bệnh ung thư này là nó trước mấy tháng, nhiều tháng trước nó đã có ung thư mầm móng rồi. Vậy mà bây giờ bác sĩ vừa phán cho mình một cái bệnh là ung thư thời kỳ cuối thôi, gì mà chân cẳng cứng đơ hết trơn à, đi gì không được. Vậy thì bệnh này là do từ đâu sẽ ra? Bệnh này do từ tâm lý mà sanh ra, từ do sợ chết mà sanh ra. Nó bác sĩ phán cái tự nhiên đơ đi về hết nổi. Trong khi hồi nãy đi đến khám bệnh thì đi ngon lành, còn tung tăng, còn đi trang điểm nữa chứ, đi khám bệnh có trang điểm nữa. Vậy đó mà là bác sĩ phán ung thư rồi, vậy mà môi miệng gì xanh lè hết chứ, kem phấn gì chảy hết chứ, chân cẳng gì đi không nổi, điện thoại rước về nhà. Ôi trời đi coi á, vì cái bệnh tâm lý là cực kỳ nguy hiểm. Nên cái bệnh buồn khổ, cái bệnh mà không vừa lòng không vừa ý cực kỳ nguy hiểm. Chứ vị biết cái bệnh tâm này ghê lắm nè. Nó quý vị coi một đêm mà ăn không ngon ngủ không yên đi, quý vị phải là đáng sợ chưa? Bình tĩnh suy nghĩ đi nghe. Bây giờ nghe đạo rồi mới bình tĩnh suy nghĩ cái chỗ mà một đêm ăn không ngon ngủ không yên nè, quý vị coi nó đáng sợ cỡ nào không? Trời ơi nó khổ đau một đêm mà ngủ không được, nó dài đằng đẵng đúng không? Sáng mai thức dậy cái mặt bơ phờ hết chứ. Đêm hôm vì sao buồn khổ? Buồn khổ cái gì? Bị chồng chửi, chồng đánh mà đêm hôm ngủ không được. Cứ nhớ lại cái chuyện ổng đánh mình, ổng chửi mình. Rồi nhớ là ngày xưa ổng nâng niu thương yêu, mà bây giờ ổng chửi mình, ổng đánh mình. Nhớ lại hai cái nó kết lại với nhau, tức khắc sanh lòng sân hận và tức giận vì sao đối xử với tôi như vậy. Con người chúng ta thường là cái gì? Đến với người ta cực kỳ tốt thì khi ghét thì nó quay lại cực kỳ hận. Đến cực kỳ tốt thì quay lại là cực kỳ hận. Vì sao ạ? Vì quá tốt rồi. Nên cái mong mỏi của mình là người ta phải tốt với mình. Người ta phải tốt với mình. Mà người ta không tốt với mình, mà người ta hại mình, thì quay lại cái gì? Cực kỳ hận. Ghê chưa? Nghe thấy không? Nên cái thiện và cái ác nó chỉ trong một ý niệm mà thôi. Nên con người chúng ta nghe đạo quý vị xem phải rõ ràng không? Nên con người đến với con người đừng có quá cực kỳ tốt. Tại vì sao? Vì nếu như chúng ta không nhận thức được định lực nhân quả thì chúng ta khi vừa quý một người nào, thích một người nào là chúng ta muốn đội trên đầu, đội rất là sớm. Nhưng mà khi chúng ta không vừa lòng không vừa ý là chúng ta quăng xuống đất, chúng ta dẫm đạp. Mà nhất là mấy bà đàn bà, mấy bà mang guốc cao thì phải dẫm mình là còn chịu gì nổi, bị nghĩ đi. Nên tại sao mà có cái chuyện đánh ghen, hoặc là có cái chuyện mà hành hung chồng? Trời ơi, có cái câu chuyện đó. Cái ông chồng ổng thương bà vợ này vô cùng thương. Như vậy đó mà ổng cuối cùng không biết làm sao sau này nghe. Ổng không thương bà vợ nữa, mà ổng đi có vợ bé. Bà biết ổng có vợ bé rồi quý vị. Mấy ông nghe câu này cẩn thận này nghe. Cuối cùng cái bà đó bà chơi ác thiệt chồng, vì ổng đang ngủ mê quý vị. Trời ơi, bà lấy cây kéo ra, bà làm sao không biết mà bà sực một phát một đứt mắt chiêu tiêu thằng nhỏ ông đó luôn. Quý vị có câu chuyện đăng báo rõ ràng mà cháu, đúng không? Vậy mà cuối cùng đi kiếm thằng nhỏ lại mà ốp lạnh sao đó mà may lại cho ông. Cháu là cháu thấy ghê thiệt bởi vì mấy ông đi cẩn thận đó, cháu là cháu đi lại qua có ngại. Trời ơi, chơi ghê lắm. Thấy không? Từ nó có câu chuyện, nó có đăng báo mà trời. Thấy chưa? Nên thôi mấy ông ơi,
biết đủ đi cho nó yên trợ trợ. Thấy không? Mấy ông mà lạng hoàng có ngày coi chừng, coi chừng thương tích đầy mình. Cho cái kiểu mà mấy bà không nói gì mà ngầm 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 mới bị ghê lắm. Chứ đâu có đơn giản, thấy không? Nói bởi vì mình thấy ghê chưa? Bởi vì thương rồi hẳn thì thấy đáng sợ chứ quý vị. Rồi thêm một cái là đi đánh ghen thì thấy kinh khủng không? Nghe chồng mà có vợ bé, con vợ bé nhà nào, số nhà số mấy gì đó. Nó biết 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 được số nhà, cái gũ dài đứa thêm dài bà, dữ dữ thêm bắt đầu lỡ đánh người ta. Chỗ nắm tóc, nắm tay, quay đầu lộn mèo quýnh. Xé đồ, xé đạc quýnh, kinh khủng luôn đó. Bây giờ mình nghe đạo mình mới thấy rằng đúng là những cái chuyện mà trong cái cuộc đời chúng ta làm á, đúng là chúng ta càng khờ và càng đi đến ngu. Càng khờ mà càng đi đến ngu. Bây giờ chồng mình nó thương mình vô cùng, lúc nó thương mình, còn lúc mà bây giờ nó không thương mình là giữa mình với nó là nợ nần, nó đang bị giảm đi. Hiểu không? Thì bắt đầu nó tiếp tục nó nhìn con khác là nợ với con khác nó đến nữa. Những cái mối quan hệ này toàn là do nhân quả câu thúc mà ra, chứ đâu phải là tự không tự nhiên cái con nhỏ đó nó lỡ nó dụ chồng mình đâu. Tại sao những con nhỏ khác nó không dụ chồng mình mà con nhỏ này nó dụ chồng mình? Mà là do giữa chồng mình với con nhỏ này có mối quan hệ của nhân quả. Còn giữa mình với chồng mình cũng có mối quan hệ của nhân quả. Nhân quả giữa chồng mình và mình là nhân quả trước. Còn khi mà đến lúc mà nhân quả giữa chồng mình với mình nó lạc đi thì tới nó lòi ra cái nhân quả giữa chồng mình với con khác. Rồi chưa chắc yên đâu mà có khi chồng mình nó còn mối quan hệ với con khác nữa. Có nghĩa là cái sợi dây của nghiệp quả này nó như một màn lưới vậy đó. Nó bao trùm chúng ta. Nó có nhân thì nó mới có quả, nó gặp lại với nhau. Nhưng mà mình trong khi mình trả nợ mấy chục năm, mình bị dính mắc thằng chồng, cuối cùng cái nghiệp quả giữa thằng chồng mình với con nhỏ kia đến với nhau. Mình lại nghe tin như vậy, mình lại mình đánh con nhỏ này. Cũng là do cái nhân, cái quả con nhỏ này đã từng đánh cái bà vợ lớn này trong một đời kiếp nào lấy chồng người ta. Bây giờ con nhỏ này cái nghiệp duyên nó kéo lại là nó lấy chồng bà này. Bà này phải kéo lại đánh. Nó không bao giờ cái chuyện gì mà nó bỗng không hết. Có khi người vợ lớn này kéo đến đánh con nhỏ. Vợ nhỏ vừa nghe tin chạy mất tiêu, đánh không được. Bà vợ lớn tức nghiến răng, trầu ô để cho nó chạy thoát rồi. Vậy thì trong đời kiếp nào người này cũng từng kéo băng lại đánh con nhỏ này, con nhỏ này chạy thoát. Nên cái nghiệp duyên nó câu thúc tới bây giờ. Đến lúc gặp nhau vượt đánh nhưng mà đánh không được. Có nghĩa là đánh được thì người ta đánh mình được, còn mình đánh người ta không được thì người ta đánh mình không được. Trời ơi, thấy không? Nghe cái nhân quả rồi thì quý vị mới thông được cái tâm. Bởi vì Ấn Tổ ngày nói một câu nghe: tin sâu nhân quả, tính nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Thấy không? Câu đầu tiên là tin sâu nhân quả. Vậy thì cái người học Phật mà an lạc mà vui tươi là từ đâu? Tin sâu nhân quả. Hiểu không? Tin sâu nhân quả. Nên tất cả những người nghe những công đoạn này phải nhớ rằng hiện tại chồng mình thương mình, cực kỳ thương mình. Nhưng quý vị đừng bao giờ thất vọng một ngày nào nó không thương mình. Có không? Có mà. Tại vì sao? Vì giữa mình với chồng mình cái món nợ này nó đang gặp nhau mà dày, cực kỳ dày. Thì nó vừa gặp nhau một phát là nó thương nhau cực kỳ thương. Nó thương nhau dữ lắm. Nhưng mà khi nó thương nhau một ngày, nó xài cái tình thương đó đó. Nó xài cái tình thương, nó xài tình thương đó. Nhưng mà cái tình thương này nó xài mà nó không học Phật thì nó xài qua cái sự chiếm hữu. Xài qua sự chiếm hữu. Thì cái sự chiếm hữu này mà xài thì khi hết tình thương là bắt đầu tới ghét và hận. Mà cái ghét mà hận này lòi ra là cũng do cái nghiệp duyên ghét và hận. Còn nếu như chỉ có thiếu nợ mà không ghét và hận thì khi nó hết tình thương thì nó tự nhiên trở thành lạc phai. Nó không còn một chút gì tình cảm và nhìn nhau gì nữa cả, là nhân quả nữa, hiểu không? Còn bây giờ nó đã chia tay rồi, chia tay rồi mà còn gặp nhau mà còn nghinh kênh, chửi nhau, ghét nhau là gì? Là còn nghiệp duyên. Mà cái nghiệp duyên lúc trước thương là cái nghiệp duyên của tình cảm thương yêu. Còn cái nghiệp duyên bây giờ nghinh bặt ghét nhau là gì? Là cái ác nghiệp khi đã từng gieo. Trời ơi, cái nhân quả nghe rồi thì đúng là kinh thiệt. Bởi vì tại sao Phật kêu mình niệm Phật là nhân, thành Phật là quả? Tại vì nếu mà lôi ra lý giải của nhân quả thì nó kinh khủng lắm, giống như một màn lưới vậy đó, vào ra không được. Nên rồi cuối cùng Phật kêu mình quy về niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Vì cực lạc là chấm dứt cái nghiệp duyên giữa chúng sanh. Hay quá, thấy chưa? Như vậy thì muốn giải quyết được vấn đề của khổ đau ở trong cái cuộc đời này là sao? Chúng ta không phải chạy trốn, chúng ta không phải đối đầu, chúng ta không phải là chúng ta đi tìm kiếm, không phải, mà là để tùy duyên nó tự đến. Tùy duyên nó tự đến. Đứa con đến đòi nợ là nó sẽ đến đòi nợ.
Đứa con đến trả ơn là nó sẽ đến trả ơn. Chồng đến thương yêu là chồng sẽ đến thương yêu. Còn chồng đến hành hạ là chồng sẽ đến hành hạ. Trong cuộc đời này nó đã từng gieo nhân mà gặt quả hết rồi, hiểu không? Để nó hãy tự nhiên đến đi. Bây giờ chúng ta là người tu hành, có tâm cầu giải thoát, vậy thì sao? Thì nó đến, đến như thế nào thì trả như vậy. Đến như thế nào thì trả như vậy. Đến thuận thì trả thuận. Đến nghịch thì trả nghịch. Đúng chưa? Như vậy thì con đường cầu sanh cực lạc mình là tuyệt vời, hiểu không? Điều là khảo đạo. Những đức đã từng nói rằng nó đuổi xua mình. Ta bà khổ lắm, đi em, đi đi em. Nó quýnh bóp, đi đi em. Nó giọng vô mặt cái bóp, đi đi em. Nó đá thêm một đá nữa mày chưa chịu đi. Quýnh mày, tán mày, giọng mày chưa chịu đi. Tao đá mày thêm một đá nữa mày đi chưa? Đi đâu? Đi về cực lạc cho tao. Thấy chưa? À, ừ. Phải không? Thấy nhiều bà ngồi ở đây là đã từng gặp cái cảnh ngộ khổ đau chồng chắc chưa? Khổ cung cực luôn, bắt đầu thỏ thẻ với chị em. Mấy bà chị em cứ nói, chị ơi, có ngôi chùa, có ông thầy giảng hay lắm, chị đi không? Chủ nhật đi với em. Cái bà kia bà nói, bận quá, đi bậy bạ về nó quýnh mà chết. Nói, thì kệ, gán đi, đã đánh nó bị đánh rồi. Đi đẳng nghe thầy giảng đi, để cởi mở tâm tư chị. Biết đâu chị đi một lần chị sẽ hiểu thì sao. Nó ừ để thôi kệ đi, bị đánh nhiều lần rồi, bây giờ lỡ đi một chuyến này về bị đánh được, biết đâu có phương pháp làm sao, đúng không? Cái đầu mấy bà kia thỏ thẻ cái gũ đi, cái gũ đi đến ngày chủ nhật nghe gì cái bừng tỉnh ra. Ô thầy, vậy thì con phải trả nợ đúng không thầy? Trả đi. Như vậy mà ngày xưa giờ ổng đánh con không trả thầy. Ô, ổng đánh con mà con không có trả, ổng đánh con là con chữ lại à, mà con đánh không lỡ con cũng quào ổng nữa, vậy là con không chịu trả đúng không thầy? Đúng rồi, bây giờ cô phải chuyển lại là trả. Giống như cái câu chuyện trong thời Đức Phật như Đức đã từng kể đó, đúng không? Ông chồng này đánh tối ngày, đánh kinh khủng lắm. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật biết là đi ngang hôm nay độ bà này. Đi ngang, Đức Phật đi ngang chỗ đó sẽ độ cô này. Cô này cô gặp Đức Phật, cô chạy ra, cô quỳ trước Phật, cô khóc, cô nói là cuộc đời con khổ quá Phật ơi. Đức Phật mới nói lên cái việc khổ cô là sao. Chồng của cô những đời trước, chồng của cô là một con ngựa ở trong nhà cô. Mà cô dùng con ngựa này là cô bắt nó làm, mà cô còn cầm chổi cô đánh nó tối ngày. Đánh quá trời đánh. Thì cuối cùng bị biết. Thì lúc đó cái nghiệp duyên, bây giờ chồng của cô từ con ngựa đó nó chuyển cái nghiệp lại thành chồng cô. Mà cô là người đàn ông của đời trước, bây giờ trở thành người đàn bà đời này. Thì bây giờ cô đã từng đánh con ngựa, bây giờ cô quằn quặt như con ngựa ngày xưa. Nào là sanh con, nào là bị quýnh, nào là nấu cơm, nào là lau nhà. Vậy mà nó vẫn đánh cô. Nhậu về là đánh, đúng không? Cô kia có nói với Đức Phật, dạ đúng, làm việc cả ngày mà vẫn bị đánh. Nhưng mà cô chưa chịu trả nợ. Đức Phật nói chưa chịu trả nợ là như thế nào? Là chồng đánh nhưng tâm buồn, buồn là chưa chịu trả nợ. Có khi nó quýnh te tua mà nhào vô quào, quào không được thì nắm áo nó xé. Rồi có khi nó đi mất tiêu rồi, ở nhà giặt đồ nó mà cầm đồ nó liền, rồi cuối cùng cũng giặt. Rồi bắt đầu là nó đi đâu mất tiêu cái nhà chữ khơ khơ, chữ khơ khơ khơ, chữ năm trên năm dưới. Đó là không trả nợ mà tạo thêm nghiệp, đúng không? Trong đây có mấy bà cũng bị cái bệnh này nè. Nó có nghĩa là trước mặt thằng chồng thì không dám đâu, nhưng mà nó vừa phớt nó đi bằng chữ con, cái bản mặt mày giống thằng cha mày đó, tao nuôi mày rồi mai mốt mày gì đó mày chết với tao, chữ khơ 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 vậy đó. Nào bắt đầu là cái gì, tạo thêm cái nghiệp mới, thấy chưa? Nợ cũ trả chưa xong mà tạo thêm nghiệp mới. Bắt đầu Đức Phật chỉ câu này, thôi bây giờ cô vui cô trả đi. Hôm nay chồng cô đi nhậu gì, cô giấu tất cả những đồ đạc mà nó đánh cô những loại khác, nhưng chừa lại đúng một cây chổi đánh ngựa, cô chừa lại thôi. Thì quý vị biết rằng cô này làm y rang như vậy. Và hôm nay chồng cô về là chuẩn bị đánh cô là như thế nào, nó đi kiếm đồ, cuối cùng nó cầm cây chổi đánh ngựa lên. Thì lúc này là cô làm theo lời Đức Phật dạy là gì? Cô bước đến, cô quỳ xuống cho nó thằng chồng đánh. Thì vì biết thằng chồng nó dở cái chổi đánh ngựa lên, nó quất liêu quất lịa bả. Vì mà bảo quỳ bả im ru. Thằng chồng này kinh ngạc quá, nói trời trời, hôm nay con vợ mình nó khùng hay gì sao mà ngồi bữa đánh nó la lối, nó chửi sùm, mà bữa nay đánh nó quỳ im ru vậy, ngộ người ta. Thấy không? Đánh mấy cái thấy sao kỳ quá. Đánh mà sao nó quỳ im ru mà nó không có cái gì mà như mấy lần trước, sao ngộ người ta. Thì cuối cùng chồng nó hỏi, thì bắt đầu là con vợ này mới nói rằng,
Nhân quả em đã nghe Phật nói rồi, em nghe hiểu rồi, em phải hóa giải nghiệp duyên. Phật nói thì sao? Ông chồng hỏi Phật nói thì sao? Thì cái bà này bà nói rằng Phật nói anh đời trước là một con ngựa. Chào 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 con ngựa. Tôi gì Phật nói con ngựa thì con phải chào. Còn em là chủ trong gia đình, chủ con ngựa. Nhưng mà do em đánh anh quá trời luôn nên nghiệp duyên bây giờ xoay chuyển lại. Bây giờ con ngựa đời trước là anh, bây giờ làm chồng em. Bây giờ em chuyển kiếp lại em là con gái, làm đàn bà, làm vợ anh. Nên bây giờ anh mới đánh em giả man như vậy. Nhưng mà từ khi mà lấy anh mà anh đánh tới giờ, chưa bao giờ em vui trả nợ bao giờ. Không có vui trả nợ. Nên cái nợ này Phật nói là nếu bây giờ mà không trả thì đời đời kiếp kiếp phải gặp nhau đòi hoài. Nên thôi em nghe lời Phật, em trả phước cho rồi anh ơi. Bây giờ anh muốn đánh cỡ nào anh đánh, anh muốn giọng cỡ nào giọng, quýnh em đi. Thì biết trời ơi là trời, kiểu nó chịu không nổi nha. Cái nghiệp duyên trong lúc đó nghe việc, trong cái lúc đó luôn, đúng rõ ràng. Phật nói hay, cái nghiệp duyên không có hình tướng. Nhưng do chúng ta chấp tướng cái nghiệp. Chấp tướng cái nghiệp là cái gì? Là lúc chồng mình đánh mình là mình nghĩ rằng trời tôi tức quá. Tuy là không đánh là được nhưng trong tâm tức quá. Tức quá rồi, đó. Đó là chấp cái nghiệp. Chấp cái nghiệp của cái đánh và tức. Chấp lại là giữ lại. Tuy nó không có hình tướng nhưng cho mình chấp lại và giữ lại. Ghê chưa? Nên cuối cùng cái câu này khi nghe Phật nói là thông cái tâm liền, cởi mở hết hoàn toàn, trả cho xong món nợ đời này luôn, quyết định trả một đời này luôn. Thì bảo quy lên cho ông đánh, ông đánh bả, mà cái lúc đó cái tâm bả hoàn toàn dịu tâm và xả hết. Thì quý vị biết rằng cái nghiệp duyên nó chỉ xây như một cái bàn tay lặt lại vậy đó. Thí dụ như gì là nghiệp, lặt lại là hết nghiệp, lặt lại một phát không còn nghiệp gì nữa hết trơn. Thì bả lặt một phát, một là bả vui vẻ một lăng luôn, là đánh bả quy lên đánh và vui vẻ luôn. Trong một ý niệm nữa thôi, tất cả nghiệp đều xây chuyển là hết, không còn nghiệp duyên gì nữa cả. Thì ổng mới nói rằng như vậy thì nếu là nhân quả như vậy thì anh từ hôm nay cũng không bao giờ đánh em nữa. Thôi hai vợ chồng mình đến quy y Đức Phật đi, để cùng niệm Phật để sanh cực lạc nghe em. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy cái nghiệp duyên khi mà quá giải là nói sao? Là nó tỉnh. Nghiệp duyên khi quá giải thì tỉnh. Nên con người chúng ta khi mà sân hận là ngu. Công nhận không? Sân hận là ngu. Quý vị coi, có những ông chồng làm cực muốn chết luôn, mua được cái tivi, mua được cái tủ kiếng, mua được chiếc xe, vậy mà nhậu xỉn vô, hai vợ chồng quýnh lộn, cầm cái tivi liền cái âm bể tivi, cầm cái búa vô đập cái tủ bể cái tủ. Quý vị thấy sang hẳn là ngu không? Sang hẳn là ngu. Xong cuối cùng đi còng lưng làm để kiếm tiền để mua lại của đó, rồi thời gian đập nữa, sang hẳn là ngu. Thấy chưa? Rồi cuối cùng mình sang hẳn mình đánh vợ mình, trong khi vợ mình mà mình đánh nó. Đánh nó rồi nó bệnh, bệnh thì rồi mai đi mua thuốc cho nó uống. Sân hận là ngu. Thấy chưa? Thấy không? Khi nghe Phật pháp rồi mình mới thấy cái việc làm của mình đối với người thân mình là sân hận là ngu. Vậy thì làm sao bây giờ mới hết sân hận? Công đoạn này rõ ràng nè. Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Ba thứ tính nguyện hạnh là diệu pháp liễu sanh tử. Ghê chưa? Ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Ba thứ này nó câu thúc hoài là cội gốc của sanh tử. Sanh rồi chết, sanh rồi chết. Trong lục đạo này, sanh trong cõi nào, chết tiếp tục tái sinh. Súc sanh, tái sinh súc sanh. Địa ngục, tái sinh địa ngục. Cứ là chết xong, một cơn gió thổi, tiếp tục trở lại thân người ở trong địa ngục, đúng không? Ngu si là súc sanh, chết súc sanh, trở lại. Nên Đức Phật nói rằng bảy vị Phật ra đời mà kiến vẫn còn mang thân kiến đó. Còn ngạ quỷ thì cái cảnh giới lâu dài tham lam đối khác là do tâm tham mà chiêu cảm. Nên ba thứ tham sân si là cội gốc sanh tử. Giải quyết được cội gốc sanh tử thì chỉ có cái gì? Ba thứ tính nguyện hạnh. Tính là tin Phật để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nguyện là dù gặp khổ đau gì cũng phát nguyện sanh cực lạc. Hạnh là một câu vật hiệu, dù gặp thiện ác gì cũng niệm Phật là hạnh. Như vậy thì ba cái tính nguyện hạnh này có thể hóa giải được ba thứ tham sân si. Nếu như một con người nghe đạo mà gây dựng được tính nguyện và niệm Phật thì chắc chắn rằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si tự nhiên từ từ hóa giải. Chăng thật làm đi quý vị. Đó, bây giờ chúng ta đến đây chúng ta nghe phương pháp nghe. Nghe phương pháp thì nhớ
Nên Ấn Tổ nghe nói nè, vãng sanh chẳng ở chỗ biết chữ hay là không biết chữ, mà chỉ tại nơi có tính nguyện hay không. Có tính nguyện chắc chắn vãng sanh, không tính nguyện chắc chắn chẳng được vãng sanh. Ôi, những câu này phải đọc hoài để học luôn, đọc hoài để học luôn. Nên cái người tu tịnh độ mà không bỏ cuộc là những cái văn tự đặc biệt này nè, đúng là những văn tự này ăn tiền nè, chứ không phải những giỡn đâu, quá tuyệt vời. Nên quý vị về đây nghe mà nó cô động lại những văn tự của tính nguyện niệm Phật này, và nhìn nhận cái cõi đời này khổ đau chung chung, để mà cái tâm nguyện cầu sanh cực lạc chúng ta cực kỳ mạnh, làm sao bỏ được cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc được quý vị? Làm sao bỏ được? Từ khi còn trẻ là rèn rồi, chứ ai mà đợi tuổi già chả. Có những người còn trẻ mình đi đến chùa tu, có những người ông bà cha mẹ mình không hiểu đạo, nói rằng trời ơi mày còn trẻ mày tu gì, mai mốt mày già mày tu. Tôi nói thiệt cho quý vị nghe là già khó tu dữ lắm. Đây tôi nuôi người già tôi thấy mà. Nghe trước quên sau, nghe sau quên là nhách. Nghe tới cuối cùng quên mất tiêu. Nên từ nơi đó mà tuổi trẻ nên gầy dựng đi. Mà nó đâu có trở ngại cái gì, cái chuyện làm ăn, làm vợ, làm chồng đâu. Càng nghe đạo chừng nào thì càng đặc biệt thành công sự nghiệp trong cuộc đời này luôn. Vì sao? Vì mình nghe đạo, mình sẽ có lễ phép, mình sẽ có đạo đức. Mà người có đạo đức, có lễ phép thì ai không thương mình? Ai cũng thương mình chứ. Cái người mà không có lễ phép, không có đạo đức thì ai cũng ghét mình chứ. Còn cái người mà có lễ phép, có đạo đức thì ai cũng thương mình hết trơn. Bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta nghe đạo thôi. Bây giờ quý vị có học cao cỡ nào đi chăng nữa, phải cần nghe đạo đức, nghe giáo dục đạo đức làm người. Không nghe không được. Chính những đức thấy rõ ràng nè. Bây giờ thí dụ những đức đi vô cây xăng, đổ xăng đi. Thấy không? Cái cách mà chào hỏi của cái người nhân viên đổ xăng thôi. Nếu con người này không tiếp nhận giáo dục thì con người này vẫn là tệ, không có phước. Thấy không? Ví dụ như bây giờ mình chạy xe để mình đổ xăng đi. Ê ê ê ê, ngừng đây, quẹo đây, quay lại, lui lại, chậm quá, tranh thủ mở cửa ra coi. Cái hành động quý vị coi sao? Này là gì? Là không được tiếp nhận giáo dục. Nếu như một người trẻ tuổi nghe tiếp nhận giáo dục, sau này quý vị làm bất cứ nhân viên hay làm bất cứ cái việc gì của quý vị đều là có một cách giao tiếp. Nên Nhật Đức nói một cái người thành công sự nghiệp trong cái cuộc đời này mà tuổi trẻ đó, dù quý vị có học cao cỡ nào nhưng phải học thêm một cái khóa của gì? Cái khóa nghiệp vụ của cái đạo đức tôn giáo, từ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, đạo giáo, đủ cái quý vị phải học. Học để làm chi? Để biết được Thiên Chúa giáo là chào hỏi như sao, Phật giáo là chào hỏi như sao, các đạo khác chào hỏi như sao. Mỗi cái mối đạo, tại vì sao? Vì tôn giáo bây giờ nó đang thịnh hành vô cùng về các mối đạo, mà mỗi một mối đạo đều có dạy con người ta giáo dục đạo đức làm người. Nếu như quý vị học thức cao, quý vị là ông chủ, làm người nhân viên, làm công này kia, nhưng khi gặp người không biết cách chào hỏi, thí dụ như gặp vị thầy không biết chào hỏi, thí dụ như gặp thầy kêu anh, là đây em biểu của anh, vô duyên thấy chưa, không biết cách chào hỏi rồi. Dù có học thức nhưng không biết cái cách giao tiếp, đúng không? Có mà nè. Nên có rất là nhiều người, thí dụ như đi vô chùa đi, họ rất là sang trọng nhưng cái cách giao tiếp họ là không biết. Thí dụ như vô chùa gặp quý thầy nói chuyện, thầy cho em hỏi thầy cái này có thầy, thì cái cách nói của họ là giống như trong trường học là kêu thầy và xưng em, nhưng mà họ không hiểu được là ở trong chùa thầy và xưng con là cái chuyện ở trong Tam Bảo. Họ không hiểu cái nguyên lý này, thật sự là do họ không hiểu. Không hiểu là do tại đâu? Là do không học. Như vậy thì phải cần học. Một số việc ở trong tôn giáo phải hiểu, thì con người này khi làm chức phận gì giao tiếp cũng hay á. Thí dụ như cả làm việc làm công an hay làm chính quyền gì, làm chức phận gì, nhưng phải biết cách giao tiếp đối với các tôn giáo. Phải học qua một cái việc đó, phải học đó, là phải biết cách giao tiếp với tôn giáo. Gặp với thầy phải xưng sao, nó gặp cha xứ xưng sao, gặp Thiên Chúa giáo xưng sao, rồi Phật giáo Hòa Hảo xưng sao. Mình phải học qua một số việc đó đó, để rồi mình biết cách cư xử đối với tôn giáo. Và đối với cái người mối đạo này mối đạo kia, khi mình giao tiếp, mình giao tiếp mình sẽ biết cách giao tiếp. Mà khi giữa mối đạo mà gặp nhau mà giao tiếp được, là cái sự mà làm ăn và kinh doanh với nhau sẽ thành đạt rất là dễ. Vì người ta vừa gặp mình thấy giống nhau, người ta kết mình dễ hơn, hiểu không? Nên cái người muốn thành đạt là phải học qua một cái tư tưởng sống và cái nền giáo dục thì mới thành đạt được quý vị.
Những đức nhìn rõ ràng, những đức đi ra ngoài xã hội, những đức đi đổ xăng, những đức đi mua bánh, những đức đều bước đến là học đường chút mà. Thí dụ như có một lần những đức ghé chỗ đổ xăng, kêu anh lui xe lại đi anh, là những đức nói mày đúng là không biết cách giao tiếp rồi đó con. Rồi bước lại cái tiệm bánh mua bánh, mua bánh cái gặp nhỏ nó kêu, nó kêu mình cũng kêu bằng anh nữa, rồi nó kêu chút, nó kêu ê mày xích lại đây mua bánh gì, thấy không? Nói mày đúng là thua, thấy không? Nhìn đẹp nghe nhưng mà mày không biết cách cư xử, thấy chưa? Không biết cách kêu, đúng không? Đó, cái này cần phải học, và người trẻ tuổi cần phải học. Nếu mà học được cái này thì sự nghiệp mới phát đạt được. Vì sao quý vị? Khi sau này quý vị đi đối tác làm ăn bất cứ một cương vị nào, quý vị chỉ cần hỏi qua là họ là tôn giáo nào, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, hay là Hiếu Nghĩa giáo, hay là Thiên, hay là Phật giáo Hòa Hảo, thì quý vị đều hỏi qua là quý vị sẽ biết về cái nguồn gốc của tôn giáo được chút, để quý vị nói chuyện với họ. Khi nói chuyện với họ rồi, lúc đó quý vị mới có thể kinh doanh và làm ăn với họ. Nên cái việc của một người cư sĩ mà để học đạo rồi để sống trong cuộc đời này, quý vị không có trở ngại gì cái chuyện làm ăn của quý vị. Mà càng học đạo thì càng đạt tiêu chuẩn của cái làm ăn, và sự đối tác của con người đến với mình, người ta càng tin tưởng mình. Nên tuổi trẻ học thức cao vô cùng mà đi đến chùa nghe pháp. Có nhiều người nói rằng ô cái tư tưởng của bạn tư tưởng gì vậy? Ôi mình còn trẻ như vậy mà đi học Phật pháp mê tín quá, tầm bậy, làm gì mê tín. Nhưng đức học Phật, nhưng đức không thấy cái gì là mê tín hết chứ. Học Phật 13 năm nay gì đức có thấy gì mê tín đâu. Nhưng đức đâu có dạy người ta đi đến chùa thắp mấy cây nhang rồi cúng nải chuối, bó hoa rồi đi đến đây quỳ trước Phật à. Phật ơi cho con trúng số, Phật ơi cho con này cho con kia. Đó là mê tín. Tôi đâu có chỉ như vậy đâu. Mà tôi đi học Phật tôi cũng không làm gì nữa. Mà tôi đi học Phật 13 năm nay là tôi đem Phật pháp tôi áp dụng vào cuộc sống. Rõ ràng trong cuộc sống của tôi được áp dụng Phật pháp, được trang trải từ Phật pháp, mà tôi sống vui vô cùng. Vì tôi đem Phật pháp tôi chia sẻ cho quý vị nghe, đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống, chứ không phải là cầu Phật cho cái này, cầu Phật cho cái kia. Nếu như cầu Phật cho cái này, cầu Phật cho cái kia, thì không khác nào quý vị đem Phật Bồ Tát trở thành thần linh, hiểu không? Quý vị coi người ta mê tín là thường đi đâu? Đi cầu thần linh, đi cầu quỷ thần. Nên người ta đi cầu, hoặc là người ta đi quýnh bài, hoặc là người ta đi quýnh số đuôi, số đề, người ta đi đến người ta cầu số sao sao, lên đồng cầu số sao sao, đúng không? Đây mới gọi là mê tín. Còn nếu như cái việc học Phật mà nghe giáo dục để áp dụng vào cuộc đời mình, từ đó nhân xử thế, từ đó người tiếp vật, cái mà mình khổ thì đừng đem cái khổ cho người ta, cái mà mình vui thì đem cái vui cho người ta. Nếu quý vị mà học Phật như vậy thì rõ ràng quý vị đang tiếp nhận cái nền giáo dục của Phật Đà, đúng không? Đâu có mê tín đâu. Nó. Còn nếu như quý vị đi đến chùa, quý vị nghe nào là cái này công đức, cái kia là công đức, đó là mê tín. Nhớ nghe, xây chùa công đức lớn lắm, mê tín. Phóng sanh công đức lớn lắm, mê tín. Niệm Phật công đức lớn lắm, mê tín. Vì sao? Cái này chỉ là dẫn dụ những người mới học đạo vào thôi. Còn nếu như cái người thật sự là học đạo thời gian lâu thì tất cả cái này không nghĩ là công đức, mà phát tâm từ tâm chân thật lợi ích người mà làm, thì từ tâm vì người mà làm thì đó là công đức. Còn nếu nói đây là công đức mà vì công đức mà làm thì không có công đức. Trong nhà Phật rất là ngộ như vậy đó. Vì người mà làm là công đức, vì mình mà làm là không có công đức. Nên chúng ta dẫn dụ cái người là nói công đức này công đức kia lớn để làm chi? Để người ta ham, người ta đến đông. Nhưng khi người ta đến rồi phải dạy người ta cho kỹ là cái việc đó không phải như vậy là công đức. Nếu vì mình là không có công đức mà vì người mới là công đức. Không phải cúng dường nhiều là công đức lớn, mà không phải cúng dường ít là công đức nhỏ, không phải. Mà là cái công đức là ngay cái tâm mình rộng lớn vì người là công đức, hiểu không? Phải nhớ nha. Đó. Nên rất là nhiều người chúng ta đi học Phật, chúng ta đi vào con đường mê tín hết trơn, quý vị. Giống như học Phật như bị dụ vậy đó, như bị dụ vậy đó, quý vị. Bị dụ ngộ lắm. Thí dụ như có những nơi, thí dụ như bây giờ đi tháng 7 gì đó, cô thầy gì đó có nấu cái gì đó, con ơi, bây giờ tất cả Phật tử mỗi người chúng ta nấu một món đi nghe, công đức vô lượng nghe không? Mỗi người nấu món nấu nghe. Rồi xong bắt đầu là gì? Phật tử về đây, quý vị về đây, cái ngày nay về đây ăn cái lọc chùa nghe.
mà người ta nấu người ta bỏ tiền, còn tiền cúng dường đưa cho thầy nghe. Ủa, mới nói bụng, ủa bây giờ tôi lý luận đơn giản thôi, lý luận rất là đơn giản, khỏi cần nói dòng do xa vờ chi mệt. Bây giờ lý luận đơn giản thôi, ủa nó làm ăn gì ngồi, làm ăn gì kỳ cục vậy trời. Sao cái chuyện làm ăn ngộ, tôi không hiểu Phật Pháp nhiều, nhưng mà tôi thấy cái chuyện làm ăn này nó hơi lạ lạ. Sao tự nhiên bắt người ta nấu ăn, người ta nấu ăn xong rồi tiền đưa cho ông là lý luận gì kỳ cục cái thật. Tự nhiên là tôi làm cái chuyện gì kỳ cục ấy, thấy không? Quý vị coi nó lạ không? Vậy mà chúng ta vẫn phải lao theo vậy. Rồi bắt đầu là bà kia nấu ngon quá, bà này nấu dở quá, phải canh nấu với bà kia. Rồi bà này cúng dường nhiều quá, bà kia cúng dường ít, phải cúng dường nhiều hơn bà kia. Rồi cuối cùng ông thầy ngồi chính giữa lụm sạch nhách. Quý vị thì sao, chúng ta khờ dữ cái trời. Quý vị bao nhiêu bằng cấp học thức sao mà cái này quý vị không tính ra. Rồi cuối cùng để ông thầy học Phật nó gạt mình nè, ngu vô cùng luôn. Quý vị thấy kinh khủng không? À, cái này thật sự là ngu thiệt, cái tào lao á. Bây giờ chúng ta cúng dường Tam Bảo là tự mình phát tâm mình cúng thôi à. Tôi đến ngôi Tam Bảo, tôi thấy trong chùa đó làm những việc có lợi ích cho cuộc đời, tôi thấy cái nơi đó tốt, cái nơi đó làm lợi ích cho cuộc đời, thì tôi có tiền bạc cuối cùng tôi cũng không cầm theo được. Thôi được rồi, con bỏ vô thùng Tam Bảo và con cúng dường cho thầy, vì con thấy thầy làm những việc có lợi ích cho cuộc đời này thì con cúng dường cho thầy. Còn bây giờ con đi đến ngôi chùa, bây giờ quý vị muốn đi cúng dường ở đâu, quý vị nên quan sát một vòng. Bây giờ chúng ta trong cái thời cuộc này nên quan sát một vòng đi. Tại vì sao? Trong thời cuộc này không phải như trong cái thời cuộc của Đức Phật, hiểu không? Phật Pháp nó phải bổn thụ hóa, hiện đại hóa, nên chúng ta phải coi xem lại ngôi chùa đó làm sao để cho chúng ta cúng dường. Thí dụ như bây giờ chúng ta coi là ông thầy này, ổng chỉ nuôi có một hai người, rồi chùa chiền của ổng thì bao la rộng lớn mà không có tổ chức chương trình gì cho người ta tu, mà thấy rằng mỗi ngày có hai ba người ăn không mà rồi trong đó. Vậy thì bây giờ đây miếng cơm miếng gạo là đây sống được rồi, bây giờ chúng ta đem lại cho cố chúng ta cúng cho ông thầy này để làm gì? Thôi vậy là ông thầy này không có được lợi ích gì, thôi đừng có cúng cho ổng nữa, cứ để cho ông sống gì bình thường, cho ông tu chung chung đi, hiểu không? Còn bây giờ cái chùa này nó nuôi quá đông người, vậy là cái chùa này có làm việc lợi ích cho xã hội, cho mọi người. Rồi mình xem xét cho thiệt kỹ, rồi lúc đó mình cúng dường cho nó đàng hoàng. Đã là cúng rồi thì không có hối hận. Đã là cúng rồi thì không hối hận, hiểu không? Là hiểu biết và cúng dường. Nên cái việc của Phật Pháp dạy mình là việc gì? Là hiểu biết để làm, chứ không phải là mù mờ để làm. Đức Phật nói, ta chưa bao giờ xỏ mũi ai để kéo đi, ta chưa bao giờ dụ dỗ ai. Vì sao? Xỏ mũi là có tội, dụ dỗ là có tội. Cuộc đời mình ăn ba buổi cơm mà dụ dỗ người ta là mình tội, gạt gẫm người ta là mình tội, nói những lời ngọt ngào để lấy của người ta là có tội. Việc này là người tu mình nên nhận thức sâu sắc nhất, hiểu không? Như vậy thì hàng Phật tử cũng phải nhận thức sâu sắc nhất. Đối với sự hộ trì cho quý thầy, mình phải là người khôn lanh. Thí dụ như vị thầy này còn trẻ vô cùng, ăn không bao nhiêu, tu đạo chung chung là được, nhưng quý vị cung phụng vị thầy này quá nhiều, quý vị lo cho vị thầy này quá cao cấp, vị thầy này cần cái gì là quý vị lo, rồi cầm điện thoại gọi cho quý vị xin tiền này kia, thì chỉ cần mình là một người Phật tử, chỉ cần biết thôi là chúng ta đã chánh rồi. Vì không có một người chăn tu nào mà đi cầm điện thoại gọi cho người ta để xin tiền hết trơn á. Người ta đều tùy phước duyên của mình khi làm Phật sự, đủ duyên thì mình làm, hoặc là buổi giảng mình nêu lên việc tốt đó, ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi là đúng. Còn nếu như cầm điện thoại điện mà xin tiền là không đúng. Hoặc là cầm tiền trong chùa mà gỡ cho Phật tử cầm giùm mua nhà mua đất là không đúng. Việc này là hoàn toàn không đúng. Quý vị chỉ cần là người học đạo nhận thức được như vậy thì quý vị sẽ biết được đạo Phật rất là chánh tín, chứ không phải là đi vào con đường máy tính. Và Phật Pháp không bao giờ gạt người, mà Phật Pháp rất thật lòng với người. Vì sao? Vì đạo Phật là giải thoát nên không có đi gạt người. Nhưng gạt người là ai gạt? Là con người đi gạt con người, chứ Phật không có gạt chúng ta. Phật Pháp đặc biệt nên mới có thể lưu thông tất cả các quốc gia mà phù hợp. Nên Phật Pháp phải có một cái đặc biệt, nên các bậc trí thức người ta mới tiếp nhận Phật Pháp. Nếu như bây giờ chúng ta hầu Phật mà chúng ta mù mờ, mù mờ là mê tín. Làm việc mà bực bội sân si mà phải làm là ngu si, hiểu không? Mù mờ là mê tín, mà cái việc không vừa lòng mà vẫn nhủi đầu vô làm là ngu si. Hai việc này chúng ta phải phân tách rất rõ ràng, để rồi chúng ta học Phật chúng ta không bị hối hận. Chúng ta làm những việc tốt là làm xong quên đi, đã làm rồi là quên, quyết định làm là làm. Còn mình không làm không ai ép mình được cả. Như vậy thì người học Phật hướng đến chánh tín mà tu, đúng không? Ở đàn quý vị,
Quý vị về đây có ai ép quý vị không? Có ai kêu quý vị là chùa bây giờ đang xây phải đóng bao nhiêu tiền không? Không. Tôi nói đây là tôi nói ở đây nha. Còn ở đâu là cái chuyện của người ta, tôi không nói tới. Việc ở đây tôi làm như vậy, tôi nói như vậy, tôi hướng dẫn những con người tu ở đây như vậy. Còn ai nghe tôi là tôi đang hướng dẫn, chứ tôi không nói cái nơi khác. Cái nơi khác là mỗi nơi nó có một cái cách làm của người ta, kể người ta. Nhưng mà mình phân tách ra như vậy để cho Phật tử mà nghe mình, người ta phải có một cái góc độ cho sâu, để chi cho cuộc đời mình đừng bị thất vọng. Trời ơi, có khi mình hết lòng hết dạ mà mình ngu si, cuối cùng chỉ cần người ta dít mình một phát thôi là tự nhiên mình đớ người liền. Mình tức tối, mình bỏ đạo, mình quay lại mình chửi Phật, mình chửi tầm bậy. Mình chửi tầm bậy. Có những người mà đi đến chùa mà cuối cùng mất lòng tin với một người thầy mà lại bỏ Phật Pháp, tầm bậy. Mục tiêu chúng ta đi học là học cái gì? Học Phật. Hiểu không? Thầy đem cái giáo điển của Phật để dạy con thì con học thầy là học Phật. Hiểu không? Còn thầy không đem cái giáo điển đúng như là Phật dạy mà nói cho con nghe thì con không học. Tại vì mục tiêu con là để học Phật. Học Phật là để giải thoát. Hiểu không? Giải thoát mới có an vui. Còn không giải thoát, không giải thoát thì chấp ông thầy. Có không? Có nhiều người đi học Phật, đi đến chùa chấp sư cô, chấp thầy không? Trời, tụng kinh hay thôi còn dính mắt mà. Tụng kinh hay mà còn dính mắt mà. Nên trong chùa, thí dụ như ba ông thầy tụng kinh hay đi, là nó phân ra ba nhóm Phật tử đi theo. Chùa này thì tiêu. Nên chùa mình, ông thầy Đức tụng kinh dở nhất cũng hay nghe. Con mình ổng không nghe, ổng nghe ai. Vậy mà nghe viết rồi cái duyên dày nó công nhận thầy tụng kinh hay ghê. Thì có ai tụng nó đâu mà không hay. Không nghe tôi thì nghe ai bây giờ. Tại sao chùa mình nó thịnh quý vị? Là do một mình những đức thuyết pháp, một mình những đức hướng dẫn tu hết. Còn tất cả những vị trí khác những đức đều bố trí cho làm việc thôi. Chỉ có một người sắp xếp thôi, hiểu không? Giống như nước chỉ có một ông vua thôi, hiểu không? Nên tự nhiên nó mới thịnh. Chứ nếu như mà trong chùa này nó hai ông thì thua. Một thầy là một con đường, hai thầy là hai con đường, ba thầy là ba con đường. Quý vị học một lúc bốn thầy, vì thì quý vị đi bốn con đường. Có ai mà một lúc đi được bốn con đường không? Không. Không có ai mà một lúc mà sống với bốn chồng hết chứ. Hay bốn vợ chứ, đúng không? Không có chuyện này đâu. Đó, một chồng một vợ thì mới hạnh phúc. Một vợ mà hai chồng cũng không hạnh phúc. Mà một chồng mà hai vợ cũng không được, đúng không? Nó không hạnh phúc, nó có sự trở ngại. Mà khi có con thì con mày con tao liền rồi, đúng không? Nên chỉ có một mà thôi. Vậy thì tu hành phải chọn một môn mà tu. Môn nào? Tịnh độ. Thấy chưa? Môn tu hành đặc biệt nhất là gì? Tịnh độ. Tịnh độ. Đó. Quý vị nghe rõ ràng nha. Người niệm Phật muốn giảng sanh thì phải tín nguyện mới giảng sanh. Người không gầy dựng tín nguyện. Tổ sư nói dù quý vị có niệm Phật á, mà mưa không ướt, gió không lọt cũng không được giảng sanh, nếu tín nguyện không kiên cố. Bây giờ quý vị nghe cái chuyện người mà không có tín nguyện kiên cố nè, quý vị sẽ hiểu được cái người không có tín nguyện kiên cố nè. Cái người không có tín nguyện kiên cố khi niệm Phật mà chỉ cần gặp một sự cố gì thôi là lúng túng cái tâm, là tín nguyện không kiên cố. Điều thứ nhất, người tín nguyện không kiên cố là khi gia đình có bệnh đau, mình là người niệm Phật gia đình có bệnh đau, thì tự nhiên mình không bình tĩnh tâm là không kiên cố. Khi gặp sự cố gì là nghe người ta nói cầu cái này cầu cái kia là chạy đi cầu hoặc đổi phương pháp là không kiên định tâm. Nếu như người kiên định tâm, dù trời có sập xuống quý vị cũng niệm A Di Đà Phật nữa. Tại vì sao? Vì quý vị tin Phật hoàn toàn nên kiên định tâm thì chỉ còn có một câu A Di Đà Phật. Đó gọi là tín nguyện đó quý vị, thấy không? Nên nó nguyên một cái mùa dịch, dịch gà gì chảy tùm lum, chùa chúng ta cũng niệm Phật. Thì thấy không? Bây giờ quý vị coi cái chùa chúng ta trong cái mùa dịch cũng te tua chứ giỡn đâu. Những đức cũng bị bệnh te tua, sống trong cái cuộc đời này còn mang cái thân này án bệnh. Nhưng tâm thức thì khác. Tâm thức thì khác, đúng không? Thân tứ đại là giống. Ai mà không có da có thịt, có máu có mỡ, đúng không? Rồi hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai. Nên từ nơi đó chúng ta là giống về thân tứ đại nghe. Nhưng tâm thức của mỗi một con người chúng ta là mỗi người tu, mỗi người có sự gầy dựng khác nhau, đúng không? Thì trong nguyên một cái mùa dịch chùa mình cũng bệnh thì sáu bệnh. Nhưng bệnh thì bệnh mà tu thì tu.
không? Bệnh thì bệnh mà tu thì tu, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng không? Nó rồi. Tuy như vậy, nhưng nguyên một cái mùa dịch, có nhiều Phật tử ngồi ở đây đã ở trong chùa mình, đúng không? Người ta được vô chùa mình ở luôn, nó ở kịch liệt luôn. Những đức nó đến đây, đến đây, vô đây niệm Phật, chết có quan tài, lo cái gì, đúng không? Cái niệm Phật đi sợ cái gì? Thì quý vị coi qua, thì cũng ngày tháng đi qua thôi, đúng không? Đó. Cho chúng ta thấy được lòng tin là những cái lúc trở ngại nhất, khó khăn nhất mà dẫn tin. Còn cái lúc bình thường thì à, con khỏe, con thầy biểu với con, thôi thầy mệt quá, cái lúc dịch bệnh không thấy cái gì chứ, gọi điện thoại xin đến chùa, nói chùa này kia không đến được, bây giờ con thôi được rồi thầy, thầy mệt quá, đúng không? Trời, cái này mới là cái lúc giúp người ta là lúc gì? Lúc ngặt, lúc khó mà giúp được thì nó quý, đúng không quý vị? Lúc khó nhất á, quý vị coi trong nguyên một cái mùa dịch á, thằng nào mỗi ngày giảng pháp hai thờ cho quý vị nghe, tuy là bệnh te tua luôn cũng ngồi lên, cũng hết lòng hết dạ chơi gì mất dân chơi thiệt chứ, dân chơi không sợ mưa rơ, đúng không? Rõ ràng không? Vì nhiều người ở đây quý vị trong mùa dịch không đi đến đây được, quý vị phải là ở nhà, quý vị mỗi ngày nghe như Đức Thầy giảng hai buổi không? Rõ ràng mà ngày nào cũng nói niệm Phật đi, đừng có sợ nghe quý vị, đừng có sợ nghe, có gì gì cực lạc đừng sợ nghe. Có nhiều bà dịch xong rồi bà đi đến gặp như Đức, trời ơi cảm ơn thầy quá, thầy ơi trong nguyên một cái mùa dịch con nhờ thầy mà con được an tâm, con không đi đâu mà con nhờ thầy ở nhà nghe già thầy giảng rồi niệm Phật rồi có phương pháp tu, thiệt là cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. À đúng rồi, thấy chưa, lúc bình thường đi đến đây cũng nghe pháp cũng tu, mà khi dịch bệnh không đi được thì cũng nghe pháp, cũng phục vụ quý vị và cho quý vị tu, đúng không? Như vậy đó, chơi như vậy mà còn chưa chịu hả? Đúng không? Chơi quá nhiệt tình rồi còn gì nữa trời. Nó quý vị thấy không? Rồi xong quý vị thấy khi mà dịch xong rồi quý vị thấy mà còn chưa ai tổ chức, đúng không? Là ở đây người ta làm được là người ta rủ quý vị về liền, thấy chưa? Nghĩa là gì? Trời, dân liều mãng mà. Mình tin mà mình tin nó đến chút chết thì nó chết rồi, bây giờ nó không chết nó là không chết à. Tại vì thọ mạng chưa đến sao chết. Bây giờ những Đức nói vậy biết nghe, thọ mạng mình chưa đến chết mà mình bệnh mình nằm đó mình làm nè. Vậy mà dài bữa khỏe lại, đúng không? Khỏe bình thường lại à. Mà thọ mạng đến lúc chết đó nghe, nó lúc chết đó nghe. Đang khỏe gì nè? Khỏe nghe, tập thể dục được nghe. À 1 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4. Vậy đó mà ách. Chết queo. Ờ bị trộ giảng thì thiếu tiếu lạ lạ vậy đó, nhìn kỳ kỳ vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy cái cách diễn xuất của những đức, vị để ý đi, xã hội bị để ý đi phải không? Có những người bệnh đau nằm rề rề mà đâu có chết đâu, nhưng mà những người khỏe mạnh cùi cùi vậy mà đi tới cái ách, chết queo. Có không? Trời ơi, cái chết đến là đến à, chứ đừng có nói mà nói là bệnh đau hay khỏe mạnh gì, chúng ta chưa biết được đâu quý vị. Nên giờ nào cũng phải niệm Phật. Giờ nào cũng phải niệm Phật. Nhưng Đức từng nói rằng bây giờ đang khỏe gì ngon lành đúng không? Nói vài chục năm sau xa vời quá, mệt quá. Chiều nay chạy xe qua Đại Tùng Lâm, xe đụng cái rầm, báo tin lên thầy Đức bị xe đụng, lẹp nhẹp ruột chết queo. Trời ơi sao ngạc nhiên quá, kinh ngạc quá vậy. Hồi sáng mới nghe thầy giảng quá trời giảng luôn. Gì? Nghe lầm ông bà điện kỹ đi. Trời sao mà hồi sáng còn nghe thầy giảng quá trời giảng mà sao giờ xe đụng chết queo là sao? Thì xe đụng chứ đâu phải nói cái chuyện giảng hay không giảng. Ông giảng hồi sáng nhưng mà mới chiều này ông đi Đại Tùng Lâm, xe đi chạy qua cái ngã ba, cuối cùng cái xe nó tung cái rầm, ông lạc tay lái, ông lủi vô cái cây, cuối cùng cái xe hàng nó chạy ngang, nó cán lên xe 7 chỗ, ông dẹp lép. Giờ thầy đâu? Mất tiêu rồi. Dẹp lép mất tiêu rồi, thấy không? Ai biết được. Quý vị coi phải cái vô thường không? Chứ ở nói, tôi nói tôi chù tôi, không lẽ chù người ta, người ta nói ông thầy ông chù mình, đúng không? Tôi chù tôi đó. Chù cái gì mà chù? Đến lúc thì nó lúc mà, chứ chù cái gì cho nó mệt. Còn nó không có là không có à. Nhưng mà tôi nói như vậy đó, nếu đúng là chiều nay tôi bị xe đụng nha, mà tôi vì người mà tôi nói á, đúng là xe đụng tôi chết queo, mà cuối cùng xe đụng tôi bể bánh xe.
chứ sao? Tôi vì người. Còn nếu mà nó giết tôi chết queo thì đúng là tôi đọa tam đồ ác đạo. Mà tôi vì người ta nên tôi chết lúc này tôi không đọa tam đồ mà tôi vì cực lạc, được không? Quý vị thôi, nói Phật pháp nó hay không? Quá hay. Nên vì người ta thì nó hay, cực kỳ hay luôn. Phải gan nha. Người học Phật là phải gan, nghe chưa? Nên liệu cho mấy ông mấy bà ngồi đây với gan, người nào nói gan lắm. Lúc trước mà chồng đánh còn trốn trốn, bây giờ chồng đánh đưa cái mặt. Trời ơi, cái mặt lên, đưa lên cái mặt lên, đánh nổi không? Nhìn chân chân vậy nè. Mà công nhận hay câu Phật hiệu nó hay thì có trời. Có đứa bé nhỏ xíu xíu đi, nó ở nhà nó thường bị ba nó nhậu về đánh nó tối ngày, nhỏ tội nghiệp ghê. Vậy mà đi đến chùa mình á, mấy cô dặn lên thầy, thầy con bé ở nhà ba đánh tối ngày, nhậu vô là đánh nhỏ. Xong những đứa kêu lại là biểu nè con, dạy cho con chiêu về ba con không đánh nữa nha. Nó dạ, con về con làm đúng gì nghe chưa, mà không có nói với ba con là thầy dạy nghe chưa. Nói sao thì thầy, nói là không có linh. Con im đi, rồi con làm thì linh. Nhưng mà con nói lên là không có linh đó nghe. Nguyên lý là như vậy đó quý vị. Người ta dạy cho cái môn nào phải làm trước nó mới linh. Mà được rồi người ta hỏi mới nói, hiểu không? Còn chưa gì làm gì chứ mà đi nói là hết linh đó nghe. Anh từ thì cái đứa bé ngoài làng ba nó nhậu gì nó cứ ổng cứ quýnh nó, ổng tán với mặt bé, ổng nhậu xỉn chứ ổng đâu biết, nó quýnh nhỏ quá trời quýnh. Xong cái những đứa dạy con bé nè con, bây giờ khi ba con á mà nhậu gì bắt đầu là con cứ niệm Phật nghe chưa, con cứ niệm ai chứ ta Phật ai bà, con niệm trong tâm niệm suốt vậy đó. Rồi khi ba con mà đánh con là con cứ ngước con nhìn ba con, bà con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy đó quý vị, mà không đánh được đứa bé đó quý vị. Vậy thấy ghê chưa? Tội quý vị coi cái danh hiệu A Di Đà Phật là mười phương chư Phật tán thán. Cái danh hiệu A Di Đà Phật á nghe, nơi nào mà phát âm cái danh hiệu A Di Đà Phật lên là Phật quang phổ chiếu. Cái câu A Di Đà Phật này không đơn giản đâu cho quý vị biết đó. Cái đứa bé này nó là một đứa bình thường, nhưng nó cái miệng nó nghe, nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà lúc đó nó niệm nó nhìn ổng nghe. Mình chỉ y rang luôn, mình chỉ nó A Di Đà Phật mà nhìn mà tha thiết á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà cuối cùng ổng giở cái tay lên, nó nói rõ ràng là ổng giở cái tay lên tính đánh nó mà nó làm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn vậy đó quý vị, mà cái tay ổng dừng gì luôn nè quý vị. Quý vị nghĩ ông này là phàm phu mà cái miệng đứa bé nó niệm A Di Đà Phật mà ổng tát vô cái miệng nó, quý vị nghĩ ổng tát nổi không? Cái lúc nó đang niệm A Di Đà Phật là thằng hộ pháp đang hộ trì cho nó rồi đó. Vì nó chuyện đùa hả chứ? Hả? Giỡn hả? Nó dám đánh A Di Đà Phật hả trời? Tại vì cái miệng vừa niệm A Di Đà Phật là A Di Đà Phật liền đó quý vị, nó giỡn hả? A Di Đà Phật đã có cái nguyện rằng chúng sanh niệm danh hiệu ta là tức khắc cái đó là A Di Đà Phật đó quý vị, nó giỡn chơi hả trời? Mà đứa bé này cái tâm nó chân thành, nó còn nhỏ, đâu biết được mình dạy nó chân thật thì nó muốn cho ba nó đừng có đánh nó thôi. Niệm Phật thành Phật còn được, không chi là niệm Phật mà người ta khỏi đánh, chuyện này bình thường, hiểu không? Chuyện nhỏ quá mà nó chỉ cầu là ba nó đừng có đánh nó thôi, nó nghe lời như Đức nhưng mà nó niệm vậy thì mấy bà mà chồng đánh mấy bà đưa cái mặt lên bà nhìn thứ hai. Không, mấy bà nhìn mà mấy bà còn sợ là bị đánh đó, vì còn sợ là không tin Phật, hiểu không? Còn sợ là không tin Phật, cái kiểu mà đưa cái mặt lên mà niệm mà đưa cái mặt lên gì mà cứ là nó quết vô mặt liền. Tại vì sao? Vì sợ nên không cảm được cái nguyện. Mình đưa cái mặt lên là trong lòng mình nói đánh thì cứ đánh đi, tôi niệm Phật tôi trả nợ, là không đánh được. Nghe rõ nghe, chứ không phải mấy bà nghe nói gì mà về mà đưa cái mặt mà nó tán ôm sùm cái mặt á chứ. Rồi cuối cùng mà chủ nhật vô khóc hu hu nói thầy ơi thầy chỉ mà tôi quýnh còn ác đạt hơn lần trước. Nó bà niệm làm sao? Bà niệm mà bà sợ không? Con sợ lắm. Con nghe thầy vậy mà con cũng tin mà con cũng sợ. Đúng rồi. Cái tâm sợ của bà nó làm cho bổn nguyện không còn cảm ứng nữa. Bà hiểu không? Bà không có sợ. Bà chấp nhận bị đánh, bà trả nợ, bà niệm Phật thì không bao giờ đánh được bà đâu. Cho giỡn hết trời.
Cái lúc đó đi quý vị chỉ cần nghe cái nhìn như vậy nè, chửi đánh không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dịu hoàn toàn cái tâm xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xong quýnh bịch, đúng là nó quýnh 100 cái vậy mà bịch có 10 cái xong quý vị nó thấy quý vị nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh không có được, nó tức khắc nó nhìn vô cái mặt quý vị nghe, hãy nhìn vào mắt em. Đúng. Trời, lúc đó nghe quý vị biết cái cặp mắt quý vị không còn có mắt bình thường nữa. Khi mà hoàn toàn dịu cái tâm hoàn toàn mà để niệm câu Phật hiệu đó, là đúng đó con mắt của mình á. Con mắt nó hiền từ kỳ cục lắm. Là tức khắc con mắt này nó thu nhiếp cái tâm hung bạo người ta luôn. Cái tâm Bồ Tát, cái tâm từ bi nó mới thu nhiếp. Mà lúc đó bị niệm ra cặp mắt bị hiền á. Còn nếu như mà bình thường ta đánh quý vị là do cặp mắt sao biết không? Thì nó đánh, nhưng mà bây giờ mình niệm Phật con mắt mình đâu còn gì nữa đâu. A Di Đà Phật. A Di Đà. Sao đánh không? Sao đánh không? Đố mà đánh được, đừng nói chuyện dưỡng chơi. Đương nít nó đạt đó, thấy chưa? Dạy một phát thôi. Ba nó từ đó vì sao không đánh nó luôn. Ba nó hỏi vì sao con làm như vậy, ai chỉ con? Thì nó nói rằng thầy Đức chỉ con. Thì lúc đó thành công rồi, nó ổng dẫn con bé đến gặp Nhật Đức luôn. Nhật Đức nói anh không được đánh con anh nữa. Nó có chủng tử niệm Phật, anh đánh nó là có lỗi, không có được. Dạy con, dạy cho đàng hoàng, đánh gì là không có đúng nha. Ổng nghe lời liền. Từ đó vì sao mỗi tuần chủ nhật ổng đi đến đây ổng tu. Hiện tại ổng đang ngồi đây. Ghê không? Không đơn giản đâu nha quý vị. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Một đứa con nít nó độ bà nó đó, thì nói chuyện giỡn hả? Không thấy chưa? Cái cách dạy rất đơn giản, từ câu Phật hiệu thôi. Nên những đức nói với vị nghe, vị đã từng tạo nghiệp gì? Phá thai 10 lần. Công đức niệm Phật này quá giải được. Chỉ có công đức niệm Phật quá giải được. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Chưa từng nghe nói tụng kinh công đức vô lượng, chưa từng nói niệm một vị Phật nào công đức vô lượng, mà chỉ có niệm Phật A Di Đà công đức vô lượng. Ghê chưa? Đây là bổn nguyện. Kinh khủng không? Nên niệm một câu ai là Phật công đức vô lượng. Chỉ cần miết niệm, nghiệp gì cũng tiêu. Nghiệp tiêu là ngay chỗ nào? Quên nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Buồn, giận, trách. Quên rồi thì tiêu. Nó không quên thì không tiêu, mà quên thì tiêu. Trời ơi, nghe cái này nè. Hừng hực cái tâm luôn, quý vị thấy một phương pháp chưa? Đi đến chùa ngày chủ nhật xứng đáng chưa? Ở xa đi đến đây xứng đáng không? Một số tiền xe không đáng là bao. Đó, tiền xe không đáng là bao, đúng không? Bây giờ thanh niên trẻ, thiếu nữ trẻ, đúng không? Bây giờ muốn có vợ, muốn có chồng, đúng không? Niệm Phật đi. Bây giờ nghèo quá mà muốn cưới vợ, muốn có vợ mà không có vợ, đi đến đây niệm Phật. Niệm một năm sau là gặp vợ đẹp. Chỉ nói chuyện giỡn à. Còn nếu như giác ngộ một năm sau tu luôn. Năm sau tu luôn thì coi. Còn thiếu nữ bây giờ lớn 30 tuổi mà bây giờ không ai ngó ngàng tới, đi đến đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm, chiến vía Bồ Tát Quán Thế Âm này lại 3 ngày nè, lại xứng đáng nghe, lại te tu luôn, lại nhiệt tình luôn, lại đi. Sớm muộn gì cũng có người đến à, yên tâm đi. Trời ơi, Bồ Tát Quán Thế Âm mà hữu cầu tác ứng mà, nói chuyện vẫn chơi hết trời. Đừng có nói chuyện giỡn. Niệm Phật, niệm Bồ Tát còn gì cực lạc, không chỉ là có người vợ, người chồng. Bình thường quá, quá bình thường. Mà Nhân Đức nói cái người mà tu hành gặp vợ gặp chồng, lại gặp chồng hiền, vợ hiền nữa chứ. Thật sự đó, bây giờ thanh niên thiếu nữ mà đi đến đây tu đi, tu giết rồi phước duyên tự tay đổi. Lạ lắm. Đây nè, đây nè, cái con người này nè, con người này có phước duyên gì trong cuộc đời này đâu. Trời ơi, đây là khổ te tu nè, có phước gì đâu. Học lớp 3. Trời ơi, kể. Kể là học lớp 1 mà ở lại 3 năm. Đúng rồi, thì ghê thiệt chứ. Học lớp 1 ở lại 3 năm mà không ngờ làm lớp trưởng luôn. Biết sao lớp 1 3 năm mà làm lớp trưởng không?
vì lớn quá. Trong trường học á, cô giáo thấy mình quá lớn á, trời trời, 3 năm ở lại lớp 1 mà nó lót cái nền móng bây giờ. Cái nền móng 3 năm lớp 1 thấy ghê thiệt quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, cô giáo nói thôi em Hiền ở lại 3 năm lớp 1 rồi lớn quá trời lớn rồi, cho em làm lớp trưởng luôn. Người ta thì lớp trưởng do học giỏi mà làm lớp trưởng đúng quý vị, còn mình là do lớn quá mấy đứa nhỏ nó sợ mình. Cùng làm lớp trưởng luôn. Trời ơi, kinh khủng không? Như vậy mà con người này bây giờ cuối cùng đi làm cái gì? Nếu mà nói cái vai trò những đứa đang làm đây là vai trò gì quý vị biết không? Giáo dục á. Không có chuyện giỡn đâu, mà giáo dục gì quý vị biết không? Giáo dục của Phật Đà á, trời. Không ai ngờ được luôn á. Không ai ngờ con người này ngày xưa mà bây giờ như vậy luôn. Nói thiệt, bạn bè những đứa kìa, bạn bè những đứa ở thành phố quá trời luôn, lâu lâu ghé thăm những đứa á. Họ gặp những đứa, họ nhìn những đứa, họ nói Phải bạn không? Ngày xưa gặp nhau, một chai rượu chuối ngồi vỉa hè, một miếng khô mực. Có những bữa không có khô mực, chỉ có ỏi và cốc. Uống rượu chuối muốn chết luôn. Bạn toàn nói chuyện tàu lao, tôi chưa từng nghe bạn nói Phật pháp câu nào. Như vậy mà ai nhập bạn à? Như Đức nói, không biết ai nhập luôn, chắc Phật A Di Đà nhập quá. Tại niệm A Di Đà Phật. Thì coi thấy ghê không? Bây giờ mà Nhà Đức chạy xe ngoài đường mà Nhà Đức gặp mấy thanh niên mà ngồi mà vỉa hè uống rượu này kia, Nhà Đức nói nhớ lại ngày xưa quá. Thấy không? Rõ ràng tới chứ mình không có dám cười người ta nghe quý vị. Vì mình ngày xưa là như vậy. Nhà Đức ngày xưa vậy mà. Thành phố nhưng mà gì? Cứ thích ngồi vỉa hè. Hoặc là gì? 2 giờ khuya rồi bạn bè còn gọi điện thoại nữa chứ. Thanh niên ngoài đời mà biết mà 2 giờ khuya nhậu mấy tăng rồi xong bạn bè gọi là chạy ra. Đó. Trời ơi, quý vị coi con người này ngày xưa không ra gì mà bây giờ cuối cùng niệm Phật thôi. Tự nhiên bao nhiêu con người già trẻ và tùm lum tùm la nghe mà ngồi nãy giờ đau chân lắm á. Thì thẳng chân đi. Hiểu không? Ngồi đau chân lắm đó, thẳng chân đi. Nhưng quý vị thấy ngày chủ nhật không? Trời ơi, gì ai cũng vui. Quý vị nhìn nè. Bây giờ quý vị coi những đứa kéo cho quý vị coi nè. Nữa thấy chưa? Bây giờ thì kéo lại nè nha. Thấy lạ chưa? Làm cái gì người ta cũng cười. Rõ ràng cái công đức niệm Phật chưa? Bởi vì như đứa nói nam và nữ và trẻ em niệm Phật đi, duyên phước cực kỳ lớn. Trời ơi, bây giờ quý vị coi nè, 800 người mà lo không phải đơn giản ít tiền rồi quý vị ô. Trời ơi, cho những đức nói, một tháng những đức mà nói ở đây mà lo cho các cụ, cả đời của những đức ở ngoài đời cũng chưa dám suy nghĩ cái số tiền đó luôn nữa. Cả đời luôn đó các anh em. Chứ đừng có nói mà một năm, mà là cả đời những đức chưa dám suy nghĩ cái số tiền mà một tháng chùa mình dùng luôn á quý vị. Cái này là nói 100% luôn á. Như vậy mà vẫn có. Vì sao? Cài mắt quá. Đổ mồ hôi cay mắt quá. Nói ông nói cay mắt ta cũng cười thấy chưa. Đã là cái diễn đạt nó đạt rồi thì diễn nó đạt rồi thì sao cũng cười chứ. Pháp vị, đây là pháp vị, tôi nói cho mấy bà biết là pháp vị. Nên bây giờ cái máy của phim này nó quay xuống nó thấy tụi bà nào bà nấy mà mấy bà coi và nói thầy ô, con không ngờ con ngồi trong cái pháp hội niệm Phật con đẹp thế. Vì sao? Quang minh phổ chiếu. Quang minh phổ chiếu. Thì thấy không? Một tiếng đồng hồ, một tiếng mấy đồng hồ mà không ngủ gục. Ôi, chân cẳng đau mà quên. Ôi, mê gì đâu. Bởi vì chủ nhật nào không về thiếu. Chồng hỏi từng nào bà cũng đi, bộ bà không chán sao? Bà kia bà nói không không, em không chán đâu. Em không đi mới chán đó anh ạ. Hiểu không? Nà, anh cứ cho em đi đi. Em đi đi, chiều về. À, anh cho em đi, chiều về. Em rất dễ thương. Vì sao? Vì cái tâm đi đến đây nó vui quá. Về nhà buổi chiều dễ thương.
Chứ nếu như chủ nhật mà ở nhà luôn không đi đến đây để nghe pháp và vui thì chiêu dễ ghét. Chứ không giỡn đâu nghe quý vị, về đây nó thông tâm đó, nó có niềm vui, nó thông tâm và nó hiểu được cái nguyên lý của trả nợ đó quý vị. Khi mà đụng duyên đụng cảnh nào nó cũng dễ thương, hiểu không? Còn nếu như nó đã chán nản, nó bực bội rồi mà cứ đòi những cái mà không vừa bụng là nó sẽ sanh ra tâm dễ ghét, đúng không? Nên như vậy thì mình muốn cho gia đình này hạnh phúc, mình phải bồi dưỡng cho chồng, bồi dưỡng cho vợ những cái niềm vui của nội tâm. Mà niềm vui của nội tâm hai bên đã có rồi thì niềm vui nào trong cái cuộc đời này nó cũng có được pháp vui, đúng không? Quý vị nhớ cái câu pháp vui, tôi không dùng vào pháp vị của chỗ đó nữa nghe. Nó pháp là một phương pháp, ở cuộc đời này là phương pháp vui. Còn pháp vị là người này phải hướng giải thoát với pháp vị. Nếu như có được cái tâm của niềm vui thì nhất định trong cái cảnh duyên nào nó cũng đến với nhau là vui. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc giữa đôi vợ chồng trẻ cũng do từ cái tâm sanh ra vui, đến với nhau nó mới sanh vui. Còn nếu như cái tâm này nó sanh ra cái tâm là vì dục vọng về nam nữ thì nó không còn cái niềm vui của pháp vui. Nhớ nó không đơn giản đâu, đến từ nơi đó mà nghe pháp nghe đạo nó lợi ích cho cái việc hạnh phúc gia đình cực kỳ lớn luôn. Và con người của mình tự nhiên là một người đàn ông, một người đàn bà, nó thương vợ thương chồng nó cũng cảm thấy nó dịu dàng nữa. Nó cảm thấy dịu dàng mà tự nhiên khi mà biết đạo biết tu là tự nhiên người đàn ông người đàn bà này trở thành sạch sẽ. Vì xem lại thì từ từ vì sẽ thấy sạch sẽ liền. Khi ăn chay niệm Phật là tự nhiên sạch sẽ liền. Mà người đàn ông này khi mà đi đến chùa tu là không nhậu nhẹt là sạch sẽ liền, đúng không? Rồi ăn chay là sạch sẽ liền. Quý vị coi, nếu cái người này ăn chay từ khi còn nhỏ, những đức nó bảo đảm với quý vị biết, từ cơ thể của họ nó cũng không phải hôi hám như những người ăn thịt. Và trí sáng, cái lời nói, cái tiếng nói của họ nó có một cái lực mạnh vô cùng để thu nhiếp, gọi là khí lực mạnh, trí sáng. Người ăn chay niệm Phật là người tích tụ được cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Bây giờ quý vị cứ ngồi vậy, quý vị cảm giác được nó tích tụ cái nguồn năng lượng mà đến cái mức tích tụ năng lượng đến cái mức mà mình ngồi mà mình cảm thấy mà nó buồn ngủ. Tại vì sao? Vì nó quá an. Nó an đến mức mà quý vị ngồi trong cái số đông người như vậy mà quý vị dẫn nha. Nên những đức nói những cái người mà đang ngủ gục ở đây là vì họ quá khứ là an lạc. Mà họ cái an lạc của họ là nó hướng đến cái thăng hưởng lạc, hiểu không? Còn nếu mà cái người mà ngồi tỉnh táo hoàn toàn là họ đang hưởng cái pháp vị an lạc. À hay chưa? Không, đặc biệt chưa? Cái pháp vị của an lạc là vượt qua cái thăng lục đạo. Trời ơi, cái pháp vị của an lạc là nó vượt qua thăng lục đạo. Còn nó hưởng cái pháp vui của thăng là nó còn trong lục đạo. Nó đang an của cái thăng mà nó ngủ là nó còn hưởng cái thăng của lục đạo. Mà nó hưởng cái pháp vị để vượt lục đạo thì tỉnh veo. Nó nghe chưa? Nên những con người mà đi đến đây ngày chủ nhật mà ngủ cũng kết quả nữa. Có nhiều bà nói rằng ở nhà ngủ không được, như vậy mà lạ thay vô nghe thầy giảng là ngủ. Nhưng Đức nói bà vô đây ngủ. Hiểu không? Trời ơi, công nhận được nó đặc biệt gì đâu có tặng. Vậy thế, cái gì nó nói ra cũng được. Mấy anh em cứ thấy không? Nếu như mà mấy anh em hay mấy chị mấy cô ở trong đây nghe, mà nếu như mà chịu niệm Phật thì học bất cứ một ngành nào cũng là trở thành một con người đặc sắc. Tại vì bất cứ một cái ngành nào cũng phải cần lý giải, đúng không? Nhưng mà có những người học xong không lý giải được. Nếu như bây giờ quý vị học sư phạm mà quý vị là người niệm Phật thì là giảng bài cực kỳ hay. Còn nếu học hướng dẫn viên du lịch thì quý vị cũng giảng cực kỳ hay. Còn thầy cô giáo hoặc là quý vị là bác sĩ thì quý vị cũng giảng cực kỳ hay, cần giảng không? Bác sĩ không cần giảng hả? Quý vị trước khi chích thuốc cho người ta là quý vị phải nói chuyện cho người ta nghe, đúng không? Cần giảng không? Cần lý giải không? Cần lý giải của môn bệnh không? Cần làm cho người ta an không? An xong chích một mũi khỏe re,
những đức nói bác sĩ mà biết niệm Phật là bệnh nhân đến ào ào. Vì sao? Vì người ta đến người ta nghe bác sĩ này dẫn dắt bệnh tình rất hay, dẫn dắt bệnh tình an tâm. Khi cho thuốc thì cái thuốc mà bác sĩ này hiền từ có đạo đức mà cho cũng là loại thuốc đó. Mà khác, bác sĩ chỉ biết kiếm tiền mà không dẫn dắt bệnh tình có đạo đức. Nên mới nói là lương y như từ mẫu, hiểu không? Nên phải cần có tâm từ và có tâm của người làm mẹ làm cha bỏ vào trong cái nghề nghiệp. Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái nghề nghiệp đó tốt đẹp. Nói quý vị đi đến đây những đức nói chuyện hơn một tiếng mấy đồng hồ là vì cái tâm gì? Vì người ta mà nói. Quý vị coi nói gì không mệt hả? Như gì mà không mệt? Không mệt thiệt. Ngộ, ngộ ghê. Nói gì mà không mệt? Mệt sao nói? Thấy không? Sức mồ hôi chơi là chứ không mệt. Thì coi á, không mệt nghe. Mà càng nói càng khỏe nha quý vị. Càng nói nó hứng 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 sao? Ồ, có nhiều cô với mà bà nghe mà bà thu hút quý vị. Không mà những đức chia sẻ viết rồi cái bài chia sẻ viết là mấy bả với thuộc. Có khi những đức dưới đây mà những đức nói tới công đoạn mà chưa phát âm cái câu đó luôn. Chưa phát âm. Chưa phát âm cái câu đó luôn. Mà nhiều bà gọi với bà, mình nói ví dụ như niệm Phật cái bả với bà nói sanh cực lạc. Bà thấy cái mặt rõ ràng sanh cực lạc. Mình vừa nói câu đó là bà tiếp theo câu liền chồng. Bà nói công nhận mấy bài này thuộc bài ghê luôn. Thấy chưa? Nên đơn giản mà phải hành trì. Thấy không? Nhắc hoài mục tiêu niệm Phật đơn giản mà phải hành trì. Hôm nay chúng ta học là cái gì? Người niệm Phật ở đâu, nơi đó là đạo tràng tịnh độ. Không? Nhớ nghe. Thì như vậy thì bất cứ một ngành nghề nào chúng ta áp dụng đạo tràng tịnh độ vào chỗ đó. Nhớ nghe quý vị. Đi đâu cũng phải nhớ niệm Phật. Có cái máy niệm Phật đeo khổ nghe chưa? Tập đi. Nơi ở của những đức là nơi nào là niệm Phật ở nơi đó. Nên cái cảm giác của mình an lắm quý vị à. Con người chúng ta khi học đạo rồi mình tin lắm, mình tin lắm. Có nghĩa là cuộc đời con người mình mỗi lần bệnh là mỗi lần trả một lần nghiệp, mỗi lần bệnh là trả một lần nghiệp. Bệnh sổ mũi cũng trả nghiệp, mà bệnh nhất mình cũng trả nghiệp, té chặt chân cũng trả nghiệp, gãy tay cũng trả nghiệp. Nó bị cái gì cũng trả nghiệp. Nên chúng ta cái gì cũng là vui trả nghiệp phước cho rồi, rồi chúng ta tiếp nói là niệm A Di Đà Phật. Như vậy thì một mặt thì trả, một mặt thì tăng. Một mặt thì trả nợ, một mặt thì tăng phước duyên. Là mình cầu sanh cực lạc là tăng phước duyên đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta là ngày nào chúng ta cũng nhắc nhau về cực lạc. Con đường này tuyệt quá mà. Thật sự mà nói ai mà không muốn đi về một cái nơi đặc biệt quý vị. Ai mà không muốn đi về một cái nơi đặc biệt chứ ai mà muốn đi đến cái nơi khổ bao giờ. Nhưng do chúng ta bị mù mờ nên chúng ta đi vô cái chỗ khổ đau. Chứ bây giờ nếu như chúng ta sáng sủa thì chúng ta muốn đi về cực lạc chứ ai muốn đi về cái cõi này khổ đau. Hoặc là tam đồ ác đạo, không có ai đi chọn cái khổ bao giờ. Nhưng do chúng ta gặp duyên bất đồng, không gặp người chân thật hướng dẫn. Chứ nếu như mà chúng ta nhiệt tình mà chúng ta gặp cái người hướng dẫn, đủ nhân duyên mà người ta hướng mình về cực lạc, thì chúng ta hay tất cả chúng sanh ai mà không muốn đi về cực lạc. Một cái quốc độ tuyệt vời như vậy ai không muốn về á. Quý vị nghĩ đi, bây giờ tuổi thọ vô lượng là tuyệt rồi đó. Cái tuổi thọ vô lượng là đặc biệt rồi đó. Bây giờ ở đây mình hưởng cái gì, bây giờ thời gian nó được bao lâu? Có hưởng cái gì cũng không được bao lâu thời gian cả. Bây giờ chúng ta thông minh chúng ta tính đi. Bây giờ người có trí thức tính đi. Tính cái sự hưởng thụ trong cuộc đời này đi quý vị, tính đi được bao nhiêu thời gian. Bây giờ chúng ta có giàu cỡ nào như những người ở Việt Nam chúng ta mà giàu nhất ở Việt Nam chúng ta đi chăng nữa. Quý vị coi có giàu cỡ nào cũng được bao nhiêu thời gian. Thời gian chúng ta lập nghiệp và tới thời gian chúng ta giàu cực giàu luôn thì tuổi chúng ta cũng nằm cái dạng gần 60 hay năm mấy. Thì từ 50 mấy tới 60 quý vị còn coi bao nhiêu thời gian để hưởng cái giàu này. Mà họ không hưởng được cái giàu luôn. Cái sự nghiệp họ quá giàu thì họ phải bận tâm vì nhân viên làm việc quá cực. Họ sợ bị sự nghiệp bị sa sút nên họ tiếp tục phải lo cho một cái sự nghiệp của họ đang phát triển. Cái đà đang phát triển. Và họ phải tính làm sao cho những đứa con nào để tiếp nối sự nghiệp cho họ. Nên cả cuộc đời của họ không có được thời gian để rảnh rỗi nghỉ ngơi. Còn ở thế giới cực lạc thì không phải. Tuổi thọ vô lượng mà sự hưởng thụ tuyệt vời. Mà sự hưởng thụ của thế giới cực lạc là sự hưởng thụ của Phật Bồ Tát, chứ không phải sự hưởng thụ của thế gian. Mà chúng ta đi ăn nhậu bê tha gái gú tạo nghiệp. Mà hưởng thụ ở thế giới cực lạc là gì? Là sự hưởng thụ pháp lạc, là sự hưởng thụ của Phật Bồ Tát, là sự hưởng thụ đỉnh cao nhất của đời người.
Sao không về? Ai mà không muốn về? Đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà tổ sư nói rằng giàu cũng nên niệm Phật, mà nghèo cũng nên niệm Phật, đẹp cũng nên niệm Phật, mà xấu cũng nên niệm Phật, hạ người nào cũng nên niệm Phật. Vì sao? Vì đó là đang mở ra một con đường thênh thang để chúng ta đi về nơi tốt đẹp. Cảm giác như vậy rồi thì quý vị tự nhiên thích niệm Phật. Nên cái người niệm Phật là họ sẽ không buồn ai để trong tâm, và thường vui thường cười là người có phước. Thường vui thường cười là người có phước, rõ ràng. Quý vị coi bây giờ cái người giàu vô cùng mà cái mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt, đi đâu cũng là than. Có không? Có nhiều người giàu than không? Không nghe đạo là nhiều người giàu họ than ghê lắm. Họ đi đâu cũng trời ơi, ơi trời ơi, năm nay làm ăn không được cái gì hết. Đúng không? Họ than trước thì mình đừng có mượn tiền. Nói quý vị coi, vậy thì giàu này giàu không có giàu sang, mà giàu khổ. Cái giàu sang là giàu gì? Cái người giàu sang là cái người giàu mà biết làm từ thiện á. Cái người giàu sang mà cái người giàu mà biết tu á. Cái người giàu sang là cái người giàu mà biết tu phước á. Đây mới là giàu sang. Còn nếu giàu mà keo kiệt, giàu mà bo bo của cải, đây là giàu khổ. Giàu càng giàu thì càng khổ càng giữ gìn. Có một cái gia đình này những đức biết, họ ở Bình Dương. Thì biết rằng một căn biệt thự thiệt là lớn, mà họ xây cái hàng gạo của căn biệt thự là nó cao, quý vị biết tới đâu? Tới lóc nhà. Trời, căn biệt thự mà xây hàng gạo tới lóc nhà. Hỏi chính họ nói, những đức nghe họ nói, thầy ơi đúng là rõ ràng khổ. Gia đình của con có điều kiện mà sợ ăn trộm dữ lắm thầy ơi. Xây cái hàng gạo mà xây tới lóc nhà, mà mỗi lần mà định mở cửa ra đi ra là con có nó nhìn giáo giác, nó coi có ai đứng canh nhà không, mới dám mở cửa. Mà vừa mở cửa ra đóng lại cái rầm phá lo liền. Quý vị thấy khổ chưa? Nó giàu đó. Nên đúng là ở cái cõi này đúng là rõ ràng giàu vẫn là khổ. Nên chúng ta dù là nghèo nhưng mà mình thường mỗi ngày là vui và biết cười, đúng rõ ràng con người này mới là người có phước nè. Quý vị ở đây 2 ngày 3 ngày quý vị có phước nè. Tại vì sao? Không cần thấy tiền, thấy không? Là có phước nè. Không cần bận tâm là có phước nè. Nên tất cả các cụ già trong chùa mình đúng là các cụ có phước khi tuổi già. Không cần bận tâm, có người lo. Mỗi ngày được đi niệm Phật. Khi yếu yếu có người hộ niệm. Khi mất đi là tiếp tục niệm Phật luôn, không ai động đậy đến. Không ai sát sanh cúng kiến khi mình chết đi. Đám tang đưa đi là tạo bao nhiêu phước duyên ở ngoài đường. Vì coi cái đám tang đưa đi nội mà chiếc xe không cũng tạo bao nhiêu cái phước duyên khi người thấy được tượng Di Đà và nghe được danh hiệu Phật. Đi lên tới đài quả táng niệm Phật mấy vòng gần 20 phút, kết duyên được bao nhiêu người đến để mà dự đám tang, bao nhiêu người đến mà đưa người thân đến để mà vô cái chỗ cái lò thiêu. Họ đến rồi được nghe câu Phật hiệu, nên cái nhờ cái đám này mà gieo bao nhiêu cái nhân duyên tốt đẹp như vậy. Nên cái người mà ở trong chùa mình mắt đúng là người đại phúc báo đại nhân duyên. Rồi mỗi ngày đều là tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ 49 ngày. Con cháu đi vào đây được gieo cái duyên nghe pháp niệm Phật, như thấy không? Bao nhiêu cái duyên thù thắng như vậy. Như Đức nói, cái người có phước là cái người mỗi ngày được niệm Phật á. Cái người có phước là cái người mỗi ngày không có giận hờn ai để trong tâm. Còn quý vị mỗi ngày mà rầu rĩ, buồn chán, lo âu là cái người vô phước. Nhớ nghe, cái người có phước và cái người vô phước phân tách rất rõ ràng. Cái người vô phước là cái người thường lo hoài vậy đó. Cứ lo hoài, lo mãi, lo không buông xuống được là người vô phước. Nhớ nghe quý vị, nhớ nghe. Còn cái người có phước là cái người thường an vui tự tại, sống thoải mái. Quý vị biết rằng thế gian này có những người họ giàu mà họ keo, mà họ không dám xài tiền là vô phước. Có tiền nhưng vô phước. Còn có những người họ không có tiền mà lạ thay con người này làm được bao nhiêu là xài bao nhiêu. Mà họ cứ làm được có tiền là họ xài. Mà cả đời của họ là họ không bị nặng gì tiền. Và họ lạ thay là họ được xài tiền. Họ được xài những cái việc này việc kia tốt đẹp. Họ được dùng luôn. Là người này tuy là không có của cải nhưng họ lại được hưởng thụ trong cuộc đời này. Cũng gọi là có phước.
Còn có những người giàu nhưng mà keo kiệt, họ không dám xài một cái gì, nhưng lạ thay sanh một đứa con ra. Một đứa con này là một đứa con đến nhà là đứa con phá gia chi tử, đứa con tạo nghiệp. Nó đi chạy xe ra đường, nó đụng người ta phải trả tiền mua thuốc men cho ta uống. Rồi nó đòi đổi xe, xe này xe nọ xe kia. Rồi nó ăn cắp tiền, nó ăn chơi hư hỏng, nó làm đủ chuyện trong nhà này. Vì coi có không, thế gian này phải có những người giàu mà sanh con vậy không? Mà chính người làm cha làm mẹ này là không dám xài tiền, mà keo kiệt vô cùng. Đối với cha mẹ họ, họ vẫn không lo luôn. Như vậy mà con của họ là xử lý họ đẹp mắt, là đứa con phá gia di tử vào nhà. Nên vị nhớ nha, có một câu chuyện như Đức đã từng kể. Một cái người này muốn đòi nợ một cái người này, và đến là nói vua Diêm Vương rằng: tôi sẽ lên đòi nợ người này, khi trong một lúc này tôi sanh đến thế gian, tôi sẽ đến đòi nợ người này. Vua Diêm Vương nói rằng: được, ngươi đến đòi nợ người này, tại người này thiếu nợ ngươi thì ngươi đến đòi. Như vậy thì ngươi, ta cho ngươi làm cha hay làm mẹ để đòi nợ. Thì cái người này nói: dạ không, tôi không làm cha làm mẹ. Chứ làm gì, mày muốn làm gì? Là tôi làm con, tôi làm con đòi nợ ngon hơn. Dương Dương nói: ủa sao mày không chịu làm cha làm mẹ đòi nợ mà mày làm con? Nói: làm cha làm mẹ thì lo cho con, chứ mà làm gì mà đòi nợ con. Còn làm con nằm ngủ nghỉ thoải mái, cha mẹ cực khổ làm mình xài chơi, thì cái cách làm con mới đòi nợ đẹp nhất. Thì thấy không, rõ ràng làm con mới dễ đòi nợ, vì cha mẹ quá thương mình, dựa vào tình cảm đó để mình quấy họ luôn. Thì thấy có không, cái cõi đời này rõ ràng không? Vì cha mẹ quá thương con mà con lại dựa vào cái tình thương đó, nó quay cha mẹ ngược lại, đúng không? Nó làm cho cha mẹ đau lòng, khổ đau, bế tắc, chán nản cuộc đời. Đứa con mình thương nhất, mình sanh đẻ ra cái gì mình cũng nghĩ về nó, mà nó lại tính toán với mình luôn. Nó tính toán với mình rồi nó phá gia chi tử. Lạ thay là nó vừa cưới vợ một cái là tức khắc nó trả thêm một món nợ đau lòng cho mình luôn, là nó thương vợ nó hơn thương mình luôn. Nó coi vợ nó còn hơn mẹ, là nó lo cho vợ nó còn hơn mẹ nữa. Vợ nói một câu nó dè, mẹ nói một câu nói bà nói cái gì. Xong bà tức quá, bà nói: mày là cái thứ ngỗ nghịch, cái thứ gì đâu, tao sanh mày, tao đẻ mày, tao nuôi mày không lớn, tao cưới vợ cho mày, mà bây giờ mày xem trọng vợ mày hơn mày xem trọng tao. Cái nó trả lời là nói: ờ chứ sao, tôi xem trọng vợ tôi hơn chứ sao, bà cho tôi được cái gì, bà cho tôi của cải, bà nuôi tôi lớn là xong rồi, còn bây giờ vợ tôi nó mới cho tôi vui. Bây giờ tôi không thương nó, tôi không chiều nó, rồi nó không cho tôi vô mồm ngủ thì sao? Còn bà bây giờ chuyện đã rồi rồi, bây giờ bà muốn cái gì? Bà muốn cái gì với tôi nữa? Trời ơi, tức chết luôn á. Quý vị biết á, thế gian này vẫn có như vậy đó. Có sao không có? Nên từ nơi đó mà cái nợ đòi là từ con đòi cha mẹ là nhiều nhất. Nên quý vị phải biết rằng cái cõi đời này gọi là gì? Là nhân sinh thù nghiệp mà. Đến cái cõi này gọi là báo thù rửa hận. Nó nên mấy cái mà gọi là Đức Phật dạy nè, thí dụ như ái biệt ly khổ, cầu không được khổ, quán tăng hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thấy không? Cái khổ của nhân sinh con người nè, ái biệt ly khổ, phải là thương rồi xa nhau khổ không? Bao nhiêu con người ở thế gian này thương nhau rồi xa nhau khổ, quý vị coi. Không biết tu rồi cha mẹ mắc, người thân mắc, vợ mắc, quý vị coi. Con mắc, quý vị coi, khóc lóc kêu gào la lối. Mà có những người mà gọi là muốn điên cuồng luôn, thấy không? Ái biệt ly khổ là dính mắc khổ, cầu không được khổ là cả đời cầu sinh, cầu sinh cầu này cầu nọ mà không được khổ, phải không? Rồi quán tăng hội khổ là gặp nhau báo thù nhau, mình thương họ mà họ muốn báo thù mình, mình giúp họ mà họ lại ngỗ nghịch với mình, họ đòi nợ mình, gọi là quán thù gặp nhau, gọi là quán tăng hội khổ. Mà nhất là cái cõi này là hội họp những cái nghiệp duyên lớn nhất trong cõi đời này để mà làm khổ cho nhau nè, thấy không? Rồi ngủ ấm xí thành khổ là cơ thể của chúng ta, thân thể chúng ta suy già bệnh chết, thân thể bệnh hoạn theo ngày tháng. Từ nơi đó mà cái khổ ở thế gian này, trong bốn việc khổ này là bao trùm tất cả cái khổ trong cuộc đời này. Khổ khổ khổ, khổ quá khổ. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày nói: ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết, cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Nên quý vị coi, nó khổ phải là khổ nhiều quá không? Nó, nhưng mà nhờ cái nền khổ này mà chúng ta muốn gì cực lạc. Nhớ, nhờ cái nền khổ này mà muốn gì cực lạc.
Nên tại sao người ta đi về chùa mình tu tự nhiên người ta vui? Đây là tạo ra một cái hoàn cảnh nhân sinh của con người để sống, tạo ra một cái hoàn cảnh những ngày chủ nhật để cho người ta được trở về nơi chúng bình an. Quý vị coi, nhiều người ta vì ngày chủ nhật người ta trở về chúng bình an, nên những vị trưởng đoàn, những người rủ người ta tu trở về ngày chủ nhật là gì? Là trở về chúng bình an, trở về chúng bình an. Nên ở nhà mình cũng có thể gầy được cái bình an của nội tâm được quý vị, chứ không phải là không được đâu. Ở nhà cũng gầy dựng được nữa. Chỉ cần mình nhìn nhận cái cõi đời này vô thường giả tạm, rồi tự nhiên mình nhìn thấu là tự nhiên nó không chối buộc được mình liền à. Quý vị nhớ nè, nếu như chúng ta thiếu phước vô duyên thì tức khắc chúng ta cứ bận tâm lo hoài trong cái cuộc đời này luôn, mà cũng không giải quyết được vấn đề gì cả luôn. Những đức đã từng nói rằng như chùa chiền mình, những đức có lo cũng không được, chỉ có làm hết lòng, hết lòng hết trách nhiệm thôi. Chứ bây giờ mà lo cũng lo không nổi, sao lo nổi đây? Số lượng người này sao lo nổi? Rồi quý vị bây giờ muốn cho nó tiêu chuẩn gì của Hoa Tam Bảo, quý vị đặt tiêu chuẩn là phiền não chết luôn. Quý vị cứ hết lòng hướng dẫn nhiệt tình thôi. Tự mỗi một con người, người ta có cái nhận thức của người ta, riêng bản thân mình phải có được cái sự an lạc của nội tâm thì quý vị sẽ sống được an lạc tốt đẹp. Chọn hết bổn phận quý vị, làm cha làm mẹ làm tròn hết bổn phận, làm con tròn hết bổn phận, làm vợ làm chồng tròn hết bổn phận, làm bạn bè tròn hết bổn phận. Cứ đúng tròn hết bổn phận mình thôi, chứ đừng có cầu xin, đừng có đòi hỏi, đừng có mong được như thế này thế kia thế nọ, thì quý vị sống trong cuộc đời này quý vị cũng sẽ có được niềm vui, có được sự an lạc luôn. Còn nếu như quý vị đến với họ mà vì cầu họ phải cho mình cái gì và đòi hỏi họ phải đến với mình như thế nào, bây giờ tôi nuôi người, người phải nuôi tôi, coi chừng quý vị thất vọng. Chúng ta sanh thì chúng ta phải nuôi, đã tạo ra thì phải dưỡng, giống như trồng một cái cây thì phải chăm, nguyên lý là như vậy. Nhưng có khi chăm một cái cây mà cái cây không có trái thì chúng ta cũng phải chăm, vì cái nguyên lý mình không thể nào bỏ được. Nếu như mình diệt vong nó thì mình có tội, nên mình phải chăm nó có trái không có trái là nhân duyên của nó mà mình phải chăm. Còn đứa con mình phải nuôi phải dạy, nhiệt tình dạy, nhưng nó ngoan hay nó không ngoan đó là nghiệp duyên của nó. Còn bản thân mình đã làm hết lòng mình, gọi là chọn hết bổn phận. Đã chọn hết bổn phận rồi mà nó không được tốt đẹp như vậy thì chúng ta đừng đặt vấn đề nặng nề để khổ đau. Nếu như quý vị hiểu được nguyên lý này thì trong cuộc đời này quý vị sống, quý vị không có đặt vấn đề nó quá tròn vẹn. Nhớ nghe, trong cuộc đời này đừng bao giờ đặt vấn đề tròn vẹn. Thí dụ như bản thân chúng ta được thân người, chúng ta nhìn người khác đẹp hơn mình, thì bắt đầu bản thân của mình cảm thấy rằng mình thua sút người ta, và cảm thấy rằng mình ước ao làm sao mình được đẹp như người ta. Rồi cái người kia thì xấu hơn mình, người ta ước ao gì người ta được giống mình là được rồi. Có nghĩa là nó cứ là leo từng mắt, nó không vừa ý vừa lòng cái mà mình đã được. Như vậy thì con gà, con vịt, con heo, con chó nó ao ước được như một con người dù què quặt. Có người què quặt chẳng hơn là con heo, con chó, con gà, đúng không? Mà con heo, con chó, con gà nó ao ước nó được như một con người què quặt cũng được. Thì coi, có người què quặt họ ước ao sao? Họ được đứng lên dù chỉ một lần, họ được đi dù cho là chập chững, thấy không? Có người đi chập chững thì ước ao sao? Tôi được đi khỏe như một con người lùn kia. Người lùn kia thì ước ao sao? Tôi cao lên được một chút. Người cao kia thì ước ao sao? Tôi có bắp thịt to một chút để như mấy cái thằng mà tập tạ đô đô. Thì coi, thấy không? Có người ta cứ như vậy mà cái khổ trong nhân sinh này là con người phước duyên không có công bằng. Là do gì? Chính bản thân của mình á, là tu gì, tu gì, tu gì, nên gọi là nhìn nó không đồng. Hiểu không? Cái cõi này là không đồng, mà cái việc nhân quả thì là đồng. Tại vì mình tạo nhân mình gặt quả. Còn ở thế giới cực lạc, cái bổ nguyện của Di Đà là sao? Cái bổ nguyện của Di Đà là chúng sanh đi về thế giới cực lạc là đồng một hình thể, toàn là tướng của trượng phu, không có hình tướng người con gái. Thấy không? Toàn là tướng trượng phu mà tướng nó giống ai? Y gan Đức Phật A Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn ở cõi này thì lùng lé hô súng, si cầu que ốm, mập tròn, đủ thứ loại. Nói quý vị coi, phải đủ loại không? Nên chúng ta nên chấp nhận cái mà mình đang có đi. Đang chấp nhận cái mà mình đang có thì là vui nhất. Còn nếu như mình không chấp nhận cái mình đang có thì mình phải dùng, nhưng cuối cùng mình khổ. Thí dụ như bây giờ mình có một người chồng, chồng mình không được dễ thương, mà nó không khéo léo, nó không nói chuyện ngọt dịu, nó không biết gọi là quan tâm cho mình. Nhưng mà chồng người ta thấy ham, mình nói thôi, chờ trao cửa nào thì nhận của nấy đi, mình nói với mình đó, thấy không? Nên nó gọi là củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài.
Thấy không? Mình nói với mình như vậy là mình chấp nhận liền. Tuy nó xấu nhưng nó không biết nhìn ngó ai, dù có bỏ ở đâu cũng không sợ người ta lấy. Còn con nhỏ kia chồng đẹp mà nó ghình gặp tối ngày, nó khổ muốn chết, nó ớ mo gầy mòn. Đúng rõ ràng ở thế gian cái gì cũng có cái giá của nó hết trơn quý vị ô. Hiểu không? Cái gì nó cũng có cái giá hết trơn quý vị. Hỏi mấy cái bà có chồng đẹp đi, hỏi mấy bà khổ không? Chồng mấy bà đẹp trai phải bà khổ không? Đi đâu một chút là bà hỏi. Rồi đi đâu mà chưa về là bà điện thoại cho bạn bè, ảnh có ở đó không? Ảnh ở đâu? Ảnh đi đâu rồi? Rồi bắt đầu là chồng đi về, bắt đầu đi ngửi áo chồng có mùi này mùi kia lạ không nữa. Thì thấy khổ chưa? Có chồng đẹp vẫn là khổ, mà có vợ đẹp vẫn khổ. Có vợ đẹp thì mình cứ canh canh vợ hoài, sợ người ta nhìn ngó vợ mình. Thấy chưa? Còn cái xấu thì mình cũng không chịu, mình chán nản. Nhưng mà bây giờ mình nghe đạo mình hiểu rồi, rõ ràng đúng là cái gì ở thế gian nó cũng có cái giá của nó, cũng vẫn có cái khổ chứ. Tại vì mình không biết chấp nhận, mình không biết quý cái mà mình đang có. Hiểu không? Nên bây giờ chúng ta quý cái mà mình đang hiện tại có đi, để một ngày nào nó vô khỏi tầm tay mình, có khi mình tiếc nuối á. Nên cuộc đời con người là đến nhau ở thế gian này, chúng ta nên nhiệt tình, hết lòng hết dạ khi chúng ta đến với nhau đi. Để một ngày nào khi xa nhau thì nó không bị cái tình cảm chối buộc là ái biệt ly khổ. Nhiều người con người chúng ta sống trong cuộc đời này không có thương nhau lúc còn ở bên nhau. Thường là có rồi mà chúng ta không bao giờ trân quý đâu quý vị. Nhưng khi mất thì chúng ta mới quý trọng, mới quý được cái việc mà chúng ta đã từng có. Ước gì mà chúng ta còn được nó thì chúng ta sẽ quý hơn. Thường là con người ta ở cái cõi này là thường là gì? Phải chi còn thì mình sẽ quý hơn. Nhưng bây giờ là nó mất rồi, hiểu không? Nên chúng ta bây giờ nên trân quý cái mà mình đang có đi quý vị. Đang được ở bên nhau đi là duyên đó. Duyên đang được ở bên nhau đó. Nên trân quý cái nhân duyên này để hướng với nhau về cực lạc đi. Đó mới gọi là tình pháp lữ tuyệt vời, hiểu không? Đặc biệt quá đó, quý vị không? Nên mỗi một con người chúng ta mà nghe Phật pháp như vậy, tự nhiên nó cảnh tỉnh cuộc đời mình ghê lắm. Và tự nhiên ai cũng sẽ phát một cái tâm thấy trân quý liền à. Nên mình sống trong cuộc đời này, mình quý nhất là mình được nghe Phật pháp thôi à. Quý nhất là được nghe Phật pháp thôi à. Nên đi về đây một ngày bốn thờ của chúng ta, những đức lên tiếp quý vị nhiệt tình hết lòng. Nhưng mà Phật cũng gia hộ cái tiếng của mình nó rõ được quý vị. Chứ nếu mà nó lên mà nó như con vịt đẹp thì chịu thua luôn. Nghe không? Lên mà gặp mà chào mà. Xin chào dạng tử. Quý vị có khỏe không? Ngày nay tu an lạc không vậy? thầy ô. Nói không nghe. Nhỏ quá. Thầy nói lớn lớn lên đi. Thầy hết pin. Thầy hết pin đúng không? Nói trời ơi thầy mấy tu đại chứ thầy hết pin mà nói không nổi. Nghe không được cái gì chứ mà nói hoài chi vậy thầy. Thầy hết pin mà thầy gán cố gắng hết lòng hết dạ. Thôi thầy hết lòng hết dạ con chịu không nổi thầy rồi đó. Nên nhà Phật cũng gia hộ cái tiếng của mình nó rõ ràng quý vị. Thấy không? Nó mới nói cho người ta nghe được. Nó bây giờ mà con người đang nói được thì nắm bắt cơ hội nói đi. Mai mốt nói không được thì thôi. Ai biết mai mốt nói không được thì sao? Hiểu không? Ai biết được cái cuộc đời nó kỳ cục lắm. Có lúc thì được thì có cố gắng đi. Nó gọi là kẻ biết thờ mới là cha tấn kiệt. Mà làm được thì cứ làm nhiệt tình đi. Cứ dùng cái cổ này hết lòng đi. Có nhiều người nói thầy nói nhiều quá. Thầy nói với cô chừng nó nghe. Cái gì quảng quảng vậy ta. Nó tự nhiên viết cô chừng nó si cầu que. Thầy ơi. Thế nào si cầu que đủ viết. Nghĩ. Không, giờ nói được cứ nói đi. Không? Nói, ồ thầy con thấy thầy mà thì lại Bồ Tát Quán Thế Âm thấy tao nghiệp quá, lại gì đâu mà lại thấy ghê quá, lại mà thấy gì đâu mà thầy gì đâu mà nó găng nanh gì nó nổi lên ghê. Nên tôi phải chơi nhiệt tình như vậy đó, chứ tôi chơi yếu không được. Không, nó đã là vô trận rồi là hết lòng hết dạ rồi, phải không? Nó giống như Phật Bồ Tát cũng hết lòng hết dạ chúng sanh, mình cũng cố gắng mang cái thân phàm phu này một ngày nào cũng bỏ thôi, đúng không? Nên khi mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm ông nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am, thấy không? Tự nhiên nó hừng hực cái tâm lên, nó làm cho người ta nghe, người ta phía sau nó hừng hực lên, quý vị thấy không? Mình vì người ta thì mình sẽ cố gắng thôi, chứ gặp mà mình mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am, mấy bà phía sau chứ bà niệm theo Quán Thế Âm Bồ Tát.
chịu thua. Bây giờ quý vị niệm vậy sao, mới niệm thiên vậy sao chứ sao. Trời ơi, ta niệm tới ghê luôn, mà có nhiều bà kế bên mà mấy bà còn niệm, mà mấy bà còn giữ hơi giữ sức kìa. Mình niệm muốn chết luôn mà mấy bà kế bên mình mới làm này. Qua thì em bụt đi. Nhưng Đức quay lại, Nhưng Đức nhìn, Nhưng Đức làm vậy nè. Nhưng Đức nhìn như không, mấy bà không biết nha. Bà tưởng đâu là chắc kêu niệm nhỏ nữa hay sao. Cái câu sau bà không niệm được cái tiếng gì, mà câu sau mới làm nè. Tí. Nói cho bụng bà chứ tôi bực bội, tôi quay lại với bà bây giờ với bà tét tét hoài nghe. Quán đem Bồ Tát mà niệm câu giùm tôi đi, người ta sướng chết luôn, mà kế bên mà cái quán đem Bồ Tát mở miệng ra, mở miệng ra giùm tôi được không. Bà thấy tôi hả cái miệng tôi niệm chứ, mà sao mà niệm giùm ơi vậy biết rằng ồ như vậy ngộ vậy đó. Nhưng mà mỗi lần mình vẫn niệm Bồ Tát, thấy ông là vẫn niệm dữ lắm. Thôi kệ đi vậy. Thì cuộc đời con người mình lúc nào nó tự nhiên, nó đến lúc nó tiến, nó hết được vậy thì nó hết thôi. Thế bây giờ quý vị cứ lo hoài, cuối cùng không có được cái gì chứ á. Nên cuộc đời con người chúng ta, những cái gì làm được làm đi, mai mốt làm được thì thôi, đừng có miễn cưỡng. Đúng, bây giờ quý vị coi này, ngày lễ tổ chức thoải mái luôn á, giảm bao nhiêu buổi cũng được, người ta đến ào ào bao nhiêu cũng được. Đó là cái lúc thuận tiện. Rồi mai mốt không thuận tiện nữa, quý vị vừa đến đây cái là người ta chặn ngoài cửa, vừa bước vô cái ta chặn ngang, đi đâu? Dạ đi vô tu, không đi gì, không cho vô đây. Sao kỳ cục quá trời, sao tôi đến đây tu mà không cho, không cho đó, sao vô tôi bắt đó nha. Mà tôi đi gặp thầy những đức bị bắt rồi. Thấy chưa? Nó nói thôi chịu thua, thầy bị bắt rồi, giờ thôi mình đi về. Thế ai biết được quý vị? Ở đây cuộc đời của người nó vô thường lắm nghe quý vị. Đừng có nói mà vẫn chơi, cho nói mà hưng khởi ầm ầm như vậy, nó tắt bất tử á. Giống như một cái đèn mà nó phực lên cái là nó tắt, thấy chưa? Ở cái cõi này nó như vậy đó. Nên chúng ta đừng bao giờ thất vọng bất cứ một cái gì trong cái cuộc đời này, mà lúc thịnh lúc si. Con người có già bệnh và chết thì cái cảnh giới nó cũng thịnh si. Nên Phật có nói là gì? Thân người sanh già bệnh chết, còn cảnh giới thành trụ hoại không? Rõ ràng rồi. Như vậy thì cái thịnh si của cõi đời là tự nhiên. Người giàu rồi nghèo, người đẹp rồi xấu. Quý vị biết rằng ở cái cõi đời này ít ai mà ta thịnh hoài đó. Chỉ có thịnh hoài đó là gì? Là tu nhân tích đức cho dày thì nó mới thịnh hoài. Quý vị biết rằng là những đức đọc cái câu chuyện của Phạm Trọng Im á, gia đạo ông thịnh 1000 năm. Ghê không? Kinh khủng không quý vị? Cuộc đời của ông Phạm Trọng Im này, nghe ông tu nhân tích đức, ông dạy con cháu, ông từng đời học y gen, tu nhân tích đức luôn. Vậy mà gia đạo thịnh 1000 năm. Giống như Khổng Lão Phu Tử, cái sớm của Khổng Lão Phu Tử bây giờ mà nói là dòng họ Khổng Lão Phu Tử mà một sớm. Trong khi Khổng Lão Phu Tử ngài chỉ có đúng một người con trai, mà con trai chết sớm nữa chứ. Vậy mà sau này ngài mất đi, người ta gọi là tín ngưỡng cái đạo của ngài, và người ta phục cái đức của ngài. Vậy mà đệ tử giữ mộ cho ngài rồi nhập họ ngài luôn, nhập họ Khổng Lão Phu Tử luôn. Vậy mà cuối cùng thành cái sớm của Khổng Lão Phu Tử, mà tới bây giờ luôn mà vẫn còn cái sớm của Khổng Lão Phu Tử, mà con cháu cứ học theo cái đức đó, nhưng mà thịnh vượng luôn vậy đó quý vị. Nên rõ ràng nghe không, ông bà cha mẹ mà để cái đức thì con cháu mặc sức mang. Cái đức là cái hành động, mà cái hành động là để dạy con cháu. Còn bây giờ đời này mình tu phước tu duyên, nhưng mà bây giờ con cháu mình nó không nghe mình, tại vì cái hành động tu của mình không dạy được nó. Vậy thì gia đạo này vẫn bị si rất là mau quý vị à. Nên bây giờ chùa mình bây giờ có cuộc sống, mình phải chia người ta cuộc sống. Có niềm vui phải chia người ta niềm vui. Nên người trong chùa mình phải phục vụ chúng sanh, rồi quý vị có được niềm vui. Có được niềm vui quý vị tiếp tục phục vụ chúng sanh. Như vậy thì cái hưởng lâu dài. Nếu như hưởng hoài mà không tạo, vậy thì một ngày nào nó xí sụp, đúng không? Hưởng nhiều quá mà không tạo thì là xí sụp. Nên từ nơi đó mỗi một con người chúng ta hưởng là phải tạo. Giống như uống nước, uống một miếng phải chăm miếng, uống miếng phải chăm miếng. Còn nếu như quý vị chỉ có uống không mà không chăm thì hết nước uống. Có phước mà chỉ có xài mà không tạo ra phước thì hết phước. Mà hết phước thì gia đạo suy sụp liền, không nói dòng do chứ. Quý vị phải nhớ rằng con người mà khi mà hết phước khổ lắm quý vị ơi. Có phước là cảnh giới thịnh vượng, mà hết phước là cảnh giới suy sụp liền. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người tu nhân tích đức là cái đặc biệt nhất. Mà cái tu nhân tích đức là ngay chỗ niệm Phật này nè. Rồi thêm một cái là biết rằng là mình muốn giảng sanh nên mình nhất định là không buồn giảng ai để trong tập. Nhớ nghe. Cái câu mà những đứa cứ nhắc hoài, mà nhiều cô mà ở miền ngoài vô đây gặp những đứa, họ nói những đứa câu gì nè: trời ơi thầy ơi,
Đúng là cái câu mà thầy nói, cái câu này nó hay công nhận luôn. Cái câu mà thầy nói mà đừng buồn giận người khác để trong tâm, cái câu này thầy nói hoài giùm con đi thầy. Cuộc đời con khổ là chỉ có giận hờn người khác để trong tâm thôi à. Mà nếu như con mà không buồn giận người khác để trong tâm là con không có khổ. Cái khổ gì có đúng buồn giận người khác để trong tâm. Đấy, thấy chưa? Nên từ nơi đó bây giờ tất cả người ngồi trong đây bình tĩnh suy nghĩ, phải là cái khổ chúng ta là giận hờn người khác để trong tâm không quý vị? Nhớ không? Vậy thì bây giờ cuộc đời con người chúng ta có dai có giả. Bây giờ tự nhiên mình đến hết lòng với người ta mà người ta đối xử với mình tệ bạc là người ta đang đòi mình. Mà đã hiểu là cái đòi thì trả, đúng không? Thôi bây giờ chúng ta muốn gì cực lạc, trả hết, trả, trả tới cùng luôn, trả sơ sát luôn, trả không còn một cái áo bạn luôn, giữ cái quần thôi. Trả tơ bờ qua lá luôn, đúng không? Trời ơi, không đơn giản quý vị, nó họ mà chịu đòi quý vị nghe, họ đòi tới bờ tới bến luôn, cho quý vị biết đó, chứ đừng nói chuyện đùa, trời. Nó nên nó, nếu mà thiếu nợ mà thật sự mà thiếu dữ quá mà trả là trả cả đời. Có cái bà kia bà nói, trời ơi thầy ơi, con nghe thầy giảng con nói rõ ràng luôn thầy ơi thầy. Chính con trả nợ cho chồng con thì con trả không tưởng tượng được luôn. Từ khi mà vừa lấy ổng thôi là bữa đầu tiên nghe chưa động phòng, tát vô mặt một cái. Chưa động phòng quýnh cái trước. Trời ơi, kinh khủng không? Rồi động phòng xong quýnh thêm vô mặt một cái nữa. Trời ơi, mở hàng hai cái. Vì nghĩ đi, kinh khủng không? Rồi bà kêu bà cứ, bà này chắc bị đánh rồi sao bà cứ. Nên từ nơi đó thì biết rằng chưa động phòng rồi đánh con gái rồi, đánh vô mặt á. Rồi động phòng rồi quất thêm cái vô mặt nữa. Trời ơi trời, hồi xưa chưa từng thấy cái ông gì mà kỳ cục. Rồi từ đó về sau là cứ quýnh lên ra hoài. Nhưng Đức nói như vậy bà bị đánh suốt như vậy, chắc cái việc mà đẻ chữa chắc ít lắm đúng không? Bà nói không dám ít đâu, đẻ 8 đứa. Trời ơi trời, đánh giả mang gì mà đẻ dữ với bà. Nó nói ừ, nó đánh mà nó thương là thương à. Có khi nó thương rồi nó đánh nè thầy ơi. Thì thầy cứ nghĩ đi, cái ban đầu mà nó đánh một cái rồi nó động phòng, nó động phòng xong nó đánh một cái nữa thì thầy biết rồi đó. Cái thằng kia mà nó vô duyên cái gì đó. Nhưng Đức nói chắc bà thiếu nợ nhiều đời nhiều kiếp, bà đã từng làm ta như vậy đó bà ơi bà. Nên đời này bà khổ kỳ cục như vậy chứ ai mà gì đâu mà mới đầu tiên mà chứa chân. Đánh một cái rồi động phòng, động phòng xong đánh một cái vô duyên vậy. Hồi xưa chưa từng thấy cái thằng nào kỳ cục vậy luôn. Bà nói ờ chồng con nó vô duyên lắm thầy ơi thầy. Phải chi mà nó bỏ mình phước cho rồi đi. Nó nói một câu gì nè: mày không thoát khỏi tầm tay tao đâu. Trời trời. Mà nó không thương mà nó đánh. Mà nó đánh xong nó nói là mày không thoát khỏi tầm tay tao đâu. Nghe không? Dù cỡ nào mày cũng ấy ở trong tầm tay tao. Trời trời. Vậy mà bà nói bây giờ 70 tuổi rồi. 70 tuổi rồi. Bà đi đây bà cộng tu bà nói 70 tuổi rồi. Mà ổng còn khỏe nghe. Bà nói là như vậy mà ổng vẫn còn khỏe thầy. Lâu lâu ổng vẫn đòi. Trời trời trời. Kinh khủng vậy trời. Cái ông gì mà ổng đòi nợ gì, đòi đòi giả mang thì. Bà ở đây thấy ghê chưa? Nó gặp một người chồng lũ đạn kinh khủng như vậy đó. Thì bà nói thầy ơi, con nói thật sự với thầy nghe, bao nhiêu lần muốn chết, bao nhiêu lần muốn chết, mà lạ thay uống thuốc sâu thì tự nhiên bị người ta bắt gặp, đem đi cứu sống lại. Tiếp tục về nó nói mày muốn xa tao phải không? Bác. Tiếp tục động phòng nữa. Trời ơi. Thằng kia nó hát đạn đi trời. Bà kể mà mình thấy giả mang tiền quý vị. Đúng là cái cõi đời này kinh quý vị ơi quý vị. À quá kinh. Rồi một lần bà nói bà muốn treo cổ tự tử. Bà vừa buộc cái nhựa dây lên cái cây, chờ người ta đi hết, bà máng vô cần cổ, bà treo tòng ten. Bà nói rằng vừa máng cần cổ vô thì bà đu lên, bà đá cái ghế rồi cái nó gãy cây, cái rớt mà xuống. Đúng là buộc chết không được quý vị nghĩ đi. Nợ trả chưa xong. Xong bà được người ta tặng cho một chiếc máy nghe pháp. Bà nghe những Đức nói kiểu này nè. Bà nói trời ồ, phải chi nghe ông thầy này sớm. Nghe ông thầy này sớm luôn mà đâu có khổ cái kiểu này. Cũng là trả mấy chục năm mà trả trong cái khổ không à. Phải chi mà nghe ổng sớm thì mình chồng ơi mình nói nè làm gì làm đi. Thì kỹ đi. Bây giờ không muốn trả mà nó cũng dằn vặt nó làm. Mà vì khổ đau vô cùng phải chi mà nghe thầy sớm thì con hả? Phức cho rồi đi rồi đi trả. Quý vị nghĩ đi. Trời ơi quý vị.
Đúng là bởi vậy nhiều người cứ nói câu là trời con phải kêu mà con gặp thầy sớm. Nhưng Đức nói bà làm sao gặp tôi sớm được, đâu có dễ gặp, nó phải te tua rồi nó mới gặp chứ sao mà tự nhiên bà gặp sớm. Bà mà gặp sớm thì bà đâu có khổ, đúng không? Đã nói đi đến đây khổ, bà khổ đi rồi bà mới gặp, đúng không? Khổ đi rồi mới gặp nghe. Nên từ nó đó quý vị thấy không, cái khổ chưa? Nên từ nó đó mà nhờ Phật pháp rõ ràng không? Hay nhờ Phật pháp mới cởi mở tâm tư, đúng không? Nên chúng ta mà buồn giận người khác để trong tâm là chúng ta tiêu rồi. Khi buồn giận người khác để trong tâm là quý vị đời sau tiếp tục đến trả nợ nữa. Vì sao? Vì buồn để trong tâm là tạo thành một cái đầu mối của nợ để mà trả người đó mà. Nên quý vị khi không vừa lòng người này là phải xóa sổ người này trong tâm ra. Hoặc phải để câu Phật hiệu vô niệm cho nó dày. Để chi là cái nhân và cái quả của mình là cực lạ. Còn nếu như quý vị ghét người đó mà hận người đó mà để trong tâm, mà không nói ra mà vẫn hận người đó để trong tâm, thì cuối cuộc đời quý vị là cái tâm này nó tưởng cái chỗ đó là nó sẽ sanh tiếp tục gặp người đó trong cái cõi nào đó, hoặc trong cái loài súc sanh đó, trong cái Atula đó, hay trong loài quỷ đó, trong loài ma đó, trong cái địa ngục đó, vẫn là phải gặp nhau để mà giết nhau trong đó. Kinh khủng không? Vì sao? Vì cái tâm sân hận này nó để trong tâm là nhắn mà. Cái giảng sanh là từ tâm phát ra. Nếu như quý vị phát một cái tâm bực giận ai là trong tâm thì nó sanh ngay cảnh đó. Ghê chưa? Nghe ghê chưa? Nghe ớn chưa? Từ nơi đó mà nghe như vậy mà không chịu cởi mở nữa thôi á. Ôi ôi nói mà nó hừng hực sức ngồi hộp luôn, thấy chưa? Quý vị thấy cái kiểu này mà nói là nó đột phá hết đó quý vị, thấy không? Nên thôi, chúng ta bây giờ đối với con nợ thì chúng ta cứ là xong quý vị à, giống như con nợ là chúng ta cứ là cởi mở hết cho xong phước cho rồi đi. Như hồi chưa dài quý vị vậy đó, đừng có khép nép mệt mỏi nữa. Muốn trả nợ đúng không? Biết rồi, biết dòng này rồi, mày lạng hoạn biết rồi. Muốn gì muốn đi. Có khi nó sợ ngược lại, nó sợ con nợ, nó sợ, nó thấy trời trời nhỏ này sao bà này giờ sao thấy ghê vậy trời. Hồi xưa thì mình còn đủ chuyện hết trơn nó mới chịu, còn bây giờ nó thấy ghê. Mở tóc ra. Trời ớn quá, ớn quá. Ớn quá. Bà đi tu, ông thầy chỉ bà cái chiêu gì bà ghê quá vậy. Tôi bây giờ tôi hiểu rồi. Trả nợ. Thiếu nợ. Thiếu nợ thì phải trả thôi. Than vang làm gì. Dùng cái câu của Nhân Đức nghe. Tự nhiên ông thấy ngạc nhiên, ông hỏi vì sao bà bây giờ kỳ cục như vậy. Bà nói, quý vị nói, thiếu nợ. Thiếu nợ thì phải trả thôi. Than vang làm gì. Rồi muốn làm gì làm đi. Trong cảnh nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những đức nói nợ mà trả một cái vèo xong liền. Quý vị biết sợ quý vị không niệm nổi, chịu thua không niệm nổi. Chứ nếu trong mọi cảnh duyên quý vị thằng chồng nó tiêu cái nghiệp ái của nó luôn, nó giải cái nghiệp ái của nó luôn cho quý vị biết. Đừng có nói chuyện đùa, câu Phật hiệu này không đơn giản đâu đó cho quý vị biết. Nếu trong mọi hoàn cảnh quý vị niệm được câu Phật hiệu này đi, nó niệm tiêu sạch tất cả những cái ái nhiễm, cái trần cấu, cái nghiệp chướng luôn. Niệm Phật nó không tiêu túc nghiệp. Quý vị nghĩ đi, sợ mình niệm không được, sợ mình niệm không được cho quý vị biết. Nó còn nhiều cái sự ngại ngùng mà không niệm. Nên từ đó mà đừng có ngại, câu Phật hiệu nó không có ngại. Câu Phật hiệu là cái quả giác không có ngại, hiểu không? Trong lúc nào cũng niệm Phật được là đạt, hiểu không? Cái cách Nhân Đức hướng dẫn là cái cách cho quý vị là áp dụng trong tất cả cảnh duyên luôn. Tuy là nói nó có những cái thô tâm, những cái nó quá cứ là chống lỏng chống liễu, nhưng mà cái cõi này bây giờ nó nóng quá, thời tiết nóng nóng nực quá, thì giảng pháp cũng phải giảng cho nó cởi mở hết thôi, đúng không? Quý vị biết rằng bây giờ mà ốp 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 rồi nó không có hiểu. Tại vì con người bây giờ lo cơm áo gạo tiền nhiều quá, không có thời gian suy nghĩ. Quý vị kêu tư duy, họ nói bận thấy mồ mà tư cái gì mà di cái gì. Họ không hiểu hai chữ tư duy luôn, hiểu không? Nên bây giờ giảng pháp là phải cần vạch rõ luôn. Không có nói tư duy, tư gì, tư cũng ai với Đà Phật, mà di cũng ai với Đà Phật luôn.
hiểu không? Vậy thì quý vị đạt rồi đó. Nên một buổi chia sẻ này, nguyện Tam Bảo giang hộ cho hàng Phật tử ngồi đây và khắp nơi nghe, chúng ta đều gầy dựng tín nguyện kiên cố cả đời này niệm Phật. Và cuộc đời con người chúng ta dù gặp sự cố trở ngại gì trong cuộc đời này cũng phải niệm Phật. Và chúng ta đều hẹn gặp nhau ở đâu? Thế giới Cực Lạc. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.